Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay em có về thêm được rất nhiều đồ nghề bãi Nhật nha các bác. Hôm nay thì em có về được võng dù này các bác này. Đó, võng dù JSA nhá. Rồi có hộp đựng đồ nghề linh kiện này. Đó, hộp đựng linh kiện ốc vít, rồi kéo cắt cành ở trên cao này. Rồi ấm một số ấm trà bằng gang nha các bác. Ấm gang, rồi bình đựng trà này, Zippo này các bác này. Đó, và có cây gậy chống cho người già bằng đồng nhá. Một số cặp bình bông đồng này. Đó, rồi sông trầm, rồi có một số lọ cắm hương cắm nhang nhé các bác, rồi lư hương chân, và có rất là nhiều chân đèn cầy bằng đồng nhé. Đó, rồi một số bộ bánh xe, rồi bơm xe này. Đó, bơm xe hàng của Hàn Quốc nhé. Rồi có ống nhòm nhé các bác. Đó, ống nhòm súng phun sơn, bình giữ nhiệt. Có một số bình đựng nước nữa. Đó, rồi kéo này, đồ nghề các loại kìm nhé, mỏ lết, và một số mẫu dao này các bác. Rồi có ê tô và đe nha các bác. Đó, đe thì có cục đe đồng, rồi một số mẫu búa nhá. Đó, búa, rồi có bộ cảo hàng hóa nữa. Rồi các bác vào theo dõi video thì trong Cường xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các bác. Và các bác đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo khi em lên video mới nhá. Hôm nay thì em lên video mã A nha các bác. Mã số A1 là 1. Đây, mã số A1 đây các bác nhá. Mã số A1 là một cái cây gậy trống dành cho người già và được đúc bằng đồng nha các bác. Đó, cây này thì hình thức của nó còn đẹp này các bác này. Đó, các bác có thể thấy rất là đẹp. Và cây này thì ở cái phần tay nắm của nó thì nó là hình đầu con chim đại bàng nha các bác. Đó, có hình đầu con chim đại bàng. Đây thì có đóng mộc đây nha các bác. Đó, đóng mộc, đóng chữ đầy đủ nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Phần cán của cây này thì người ta thiết kế, người ta làm nó kiểu như đốt cây tre, cây trúc này. Đó, nó giống như kiểu đốt của cây tre, cây trúc, rất là đẹp. Ở phần chân của cây gậy trống này thì sẽ có một cái miếng cao su này để khi bác trồng dưới nền thì nó sẽ không có bị trơn trượt nhá. Đó, chống trơn trượt. Đó, cây này thì nó chiều dài của nó là dài 90cm nha các bác. Dài 90cm và cân nặng là 800g. Đó, dài 90cm và nặng 800g nhá. Thì ở nhà mà các bác có bố mẹ, ông bà lớn tuổi đi lại khó khăn á, thì các bác có thể mua cái này để tặng cho ông bà, bố mẹ nhá. Đó, làm quà tặng. Đó, làm quà tặng cho ông bà bố mẹ. Đó, một cây gậy trống được đúc bằng đồng nhá các bác. Rồi, mã số A1, cây này là 620.000 nhá. A1 620. Mã số A2 là một cái võng dù nhá các bác. Đó, võng dù. Võng dù này thì chưa qua sử dụng đâu các bác này. Đó, đây này. Ở trên võng dù thì người ta có dập chữ đây nhá các bác. Đây này, nó có chữ đây các bác nhá. Made in USA nhá. Đó, made in USA. Thì hình thức của nó thì nó sẽ đó, khi không sử dụng sẽ gấp gọn lại như một cái túi này. Đó, các bác sử dụng thì các bác kéo cái khóa này ra nhé. Đó, kéo khóa này ra và mở ra thì sử dụng thôi. Đó, đây, ở bên trong của nó đây. Thì cái võng dù này á, thì kích thước của nó thì nó dài được khoảng tầm 2m2 và chiều rộng thì được khoảng 1m2 nhé. Và ở phần đầu của võng dù thì nó sẽ có, đây này, ở phần đầu của nó thì người ta sẽ máy cái đoạn dây ngắn vào như thế này nhé, để về mà các bác có nối thêm dây á, để các bác cột vào sử dụng nhá. Đó, nó chỉ có đoạn dây ngắn này về các bác nối thêm dây vào nhá. Thì võng dù này thì ở bên trong của nó sẽ có hai lớp nha các bác. Đó, nó có một cái lớp lưới này và một cái lớp ni lông ở bên ngoài như thế này. Đó, hai lớp. Thì người ta thiết kế hai lớp như thế này thì khi mà các bác có đi rừng, đi rẫy á, đi rừng núi, các bác có ngủ lại thì sẽ không có sợ bị muỗi đốt nhá. Đó, chống muỗi rất là tốt các bác. Đó, hai lớp nhá. Đó, chiều dài là 2m2 và chiều rộng thì khoảng 1m2 nhá. Đó, một cái võng dù USA. Đó, và khi không sử dụng nữa thì các bác có thể gấp gọn nó lại và đó, gấp gọn nó lại, nó như đây, nó vuông lại và các bác kéo khóa lại nhá, nó rất là tiện lợi. Đó, thì ngoài làm võng thì các bác gấp gọn lại có thể làm một cái gối để gối đầu cũng được. Đó, rất là êm luôn. Đó, võng dù. Rồi, chiếc võng dù mã số A2 này 220.000 nhá các bác. A2 này 220. Đến mã số tiếp theo, mã số A3. A3 là một cái hộp đựng linh kiện nha các bác. Đó, một cái hộp đựng linh kiện, đựng đinh ốc vít này. Đó, hộp này thì đó, hàng bãi nhưng mà chưa qua sử dụng nha các bác, còn mới chưa qua sử dụng. Đó, còn đẹp nguyên nhá. Và cái hộp này thì chất liệu của nó là bằng nhựa ABS nhá. Đó, nhựa ABS rất là bền luôn. Đó, các bác xài thì nó rất là bền. Thì ở hai bên là sẽ có hai cái chốt gài ở hai bên, và ở trên cái chốt này người ta có đóng hiệu này, hiệu của nó là hiệu Wapao nhau á. Đó, Wapao. Đó, hai chốt gài ở hai bên.
Thì cái hộp này á, thì nó sẽ tổng là gồm có 12 ngăn nha các bác, 12 ngăn bằng nhựa ABS. Thì đây nó sẽ có 4 cái ngăn nhỏ này. Đó, 4 ngăn nhỏ và nó sẽ có 4 cái ngăn chung nhá. Đó, 4 ngăn loại chung. Và 4 ngăn loại lớn nha các bác. Đó, 4 ngăn loại lớn. Thì cái ngăn nhỏ này á, các bác có thể đựng đinh này. Đó, đinh rồi ốc vít này. Đó, rồi còn mấy cái ngăn to này thì các bác có thể đựng mũi khoan nhá. Đó, đựng mũi khoan vào đây rất là tiện luôn. Đó. Thì các cái ngăn này thì người ta thiết kế, người ta làm thì các bác có thể nhấc ra được này. Đó, khi mà cái ngăn này nó có bị bẩn, bụi bẩn thì các bác có thể nhấc ra như thế này thì lau chùi rồi rửa ráy rất là tiện lợi luôn nhá. Đó, thì đó, vệ sinh xong thì các bác chỉ cần xếp lại như thế này thôi. Đó, rất là tiện, thì nó chia ngăn hết rồi mà. Đó, tổng 12 ngăn nha các bác. Đó, các bác có thể mua đựng đinh, ốc vít, rồi mũi khoan, các cái linh kiện điện tử nhá. Đó. Thì nó sẽ có một cái quai sách đây này các bác này. Đó, có quai sách luôn nhá. Thì kích thước của cái hộp đựng đồ nghề này thì đây, chiều dài của nó sẽ dài được là 27 nhá. Đó, chiều dài 27, còn chiều rộng của nó thì rộng được là 34 nhá. Đó, rộng 34. Còn chiều cao của cái hộp này nó sẽ cao được khoảng tầm là 6.5. Nó cao 6.5 và cân nặng của hộp này thì nó nặng được 800 g nha các bác, nặng 800 g. Rồi, hộp đựng linh kiện mã số A3 này 190 nha các bác, A3 190.000. Đến mã số tiếp theo A4 là một cái kéo cắt cành ở trên cao nha các bác. Cái kéo này thì hình thức ở bên hình thức của nó thì nó còn nguyên trong hộp giấy như thế này này các bác này. Đó, lấy ngoài bãi thì nó còn nguyên hộp giấy như thế này nhá. Đây. Thì cái kéo này á, nó sẽ có một cái phần tay cầm bằng gỗ này và nó có một cái cuộn dây này, thì nó sẽ dây dù này nó dài được khoảng 3 đến 4 mét nhá. Đó, cuộn dây khoảng 3 đến 4 mét. Và đây thì nó sẽ có một cái lò xo ở đây này. Đó, lò xo đây. Trên lưỡi kéo thì có người ta có dập chữ đây nha các bác. Đây này, trên lưỡi kéo thì có chữ này SK5 Made in Japan nhá. Đó, SK5 Made in Japan. Đó, lưỡi thì khá là sắc bén nhá. Và chỗ này thì sẽ có một cái lỗ tròn ở đây để các bác về có thể gắn cái cán vào nhá. Đó, các bác gắn cái cán gỗ hay là cán sắt vào đó để sử dụng để cắt cành ở trên cao. Thì chiều dài của cái cắt cành này thì nó sẽ dài được là 30 nhá. Đó, dài 30. Còn lưỡi kéo sử dụng thì nó được khoảng tầm là 5 cm nhá. Lưỡi kéo sử dụng dài 5 cm. Đó, cái này thì rất là tiện lợi, thì các bác lắp cán vào thì chỉ cần đứng ở bên dưới thôi. Đó, đứng bên dưới các bác giơ lên trên cao để các bác cắt cành nhá. Đó, rất là tiện. Rồi, cái kéo cắt cành ở trên cao mã số A4 này 230.000 nha các bác. A4 230. Đến mã số tiếp theo. Mã số A5 là một cái bộ. Đây, một cái bộ gồm có là một cái ấm trà và ba cái ly uống trà nha các bác. Đó, một bộ ấm trà và ba cái ly uống trà. Thì cái này, bộ này thì người ta mạ bạc nha các bác. Đó, người ta mạ bạc. Đây, hình thức thì còn rất là đẹp và mới nhá. Đó, không có bị hư hại gì hết. Thì ở đây, ở bên hông của nó thì người ta có đúc nổi hình cây tre này các bác này, cây tre, cây trúc gì đó. Đây, đúc nổi chữ nữa nhá. Đó, hình cây tre, cây trúc rất là đẹp. Ở hai bên luôn nhá các bác. Đây, hai bên đều có hình cây tre, cây trúc nhá. Và ở trên nắp của nó thì cũng có hình cây tre và có chữ luôn nhá. Đó, có đóng chữ ở trên nắp nữa. Đó, đây, bên trong đẹp sạch sẽ nhá. Đó, mạ bạc nhá các bác. Thì cái ấm này nó rất là dày dặn và cứng cáp luôn này. Đó, khá là nặng đấy các bác. Đó, dưới đáy thì cũng có đóng mộc luôn nhá. Đó, dưới đáy của ấm có đóng mộc luôn. Thì cân nặng của cái ấm này thì nó sẽ nặng được khoảng tầm 500 g các bác nhá, khá là nặng đấy, nặng 500 g. Chiều cao của cái ấm thì nó cao được khoảng tầm là 7.5 này. Đó, cao 7.5 và đường kính miệng ấm thì được là khoảng 6.8 nhá. Đó, đường kính miệng ấm 6.8. Rồi, tiếp đến thì bộ này nó sẽ gồm có ba đi kèm là ba cái ly nha các bác. Ba ly cũng được mạ bạc nhá. Đó, đây này. Chữ thì rất là nhiều luôn. Đó, xung quanh của cái ly này thì toàn là chữ hết nhá. Đó, chữ đúc nổi nhá các bác, chữ nổi. Dưới đáy của ly thì cũng có chữ này. Đó, cũng có chữ nổi luôn nhá. Thì kích thước của cái ly này thì nó sẽ cao được là 3.5. Đó, cao 3.5 nha các bác. Đường kính miệng ly thì được là 4.5 nhá. Đó, cái này thì các bác có thể uống trà, uống rượu cũng được này. Đó. Nhưng mà cái này sử dụng uống trà, uống rượu đều được nhá. Rồi, một bộ của nó như thế này nhá các bác, một cái ấm và ba cái ly. Mã số A5. Đó, bộ này 1.300.000 nhá các bác. A5 là 1.300.000. Đi mã số tiếp theo A6 là một cái ấm gang nha các bác. Cái ấm gang này thì nó là hàng Nhật này, mà nó còn mới nguyên này các bác này. Đó, chưa qua sử dụng luôn nhá. Rất là đẹp.
Thì ở bên dưới đáy của ấm đây này các bác này. Đó, dưới đáy này có đóng mộc của Nhật đây nhá. Đó, có mộc của Nhật luôn. Đây, phần nắp đậy của nó này. Đó, trên nắp đậy có nó sần sùi rất là đẹp luôn này. Rồi, xung quanh của cái ấm này á thì người ta cũng làm nó sần sùi như kiểu da cóc hay là da cá sấu gì đấy các bác. Đây này. Nó giống sần sùi như kiểu da cóc, da cá sấu ấy, rất là đẹp luôn nhá. Đó. Đây, và bên trong của ấm sạch sẽ quá nhá, không có bị reset gì hết nhá. Đó. Cái ấm này thì thể tích của nó khoảng tầm 350ml nhá. Đó. Khoảng 350ml. Thì chiều cao của cái ấm gang này nó sẽ cao được là 7cm, còn đường kính miệng của đường kính miệng ấm thì được khoảng tầm là 6cm nha các bác, đường kính miệng ấm khoảng 6cm. Đó, cái ấm này rất là đẹp luôn này các bác này. Rồi, mã số A6, ấm này 650.000 nhá. A6 là 650.000. Mã số tiếp theo A7 cũng là một cái ấm gang này. Ấm này thì hình thức của nó cũng gần như là mới, chưa qua sử dụng luôn này các bác. Đó, các bác có thể thấy xung quanh rất là đẹp, không có bị reset gì hết nhá. Và cũng ở bên hông của ấm cũng có đóng mộc của Nhật đây này, có chữ đây nha các bác. Đó, có chữ ở chỗ này nhá. Đó, rồi xung quanh của ấm người ta cũng làm nó có các cái mụn nhỏ nhỏ li ti, nó sần sùi lên đây này, rất là đẹp luôn này. Đó. Rồi, bên trong của ấm thì cũng rất là sạch sẽ luôn nhá, không có reset gì hết nhá. Đó. Thể tích của ấm này thì cũng khoảng tầm 350ml nha các bác. Chiều cao ấm thì cao được là 7.5. Đó, cao 7.5, còn đường kính miệng ấm thì nó được là khoảng 6.5 nhá. Đó, đường kính miệng ấm là 6.5. Rồi, một cái ấm gang A7 này 600.000 nha các bác. A7 này 600. Mã số tiếp theo A8 là một A8 một cái Zippo nha các bác. Đó, một cái Zippo. Zippo này nó là hàng bãi nhưng mà chưa qua sử dụng nha các bác, chưa qua sử dụng. Thì đây người ta có đóng hiệu là Marlboro nha các bác. Đó, Marlboro, đây thì có hình hai con ngựa này. Đó, hai ngựa nhỏ rất là đẹp nhá. Đó, dưới đáy này. Dưới phần đáy của Zippo thì cũng có đóng chìm chữ đây các bác nhá. Zippo made in USA này. Đó, made in USA. Chưa sử dụng nhá. Bên trong cũng có đóng chữ made in USA luôn nha các bác. Đó. Đó, cái này thì chưa sử dụng nên là nó chưa có xăng đâu, về các bác bơm xăng vào sử dụng nha các bác. Đó, về các bác mua xăng bơm vào sử dụng nhá. Đó. Đó, bên hông này cũng có đóng hiệu Marlboro này, trên đầu này cũng đóng hiệu luôn Marlboro nhá. Đó, một cái Zippo mã số A8 này 290.000 nhá. A8 290.000. Rồi, thì mã số tiếp theo A9 cũng là một cái Zippo này các bác. Cái Zippo này thì nó có đóng hiệu là hiệu dép nhá các bác. Đây, hiệu dép này. Đó, có hình đồi núi này và có chữ tiếng Anh đây nhá. Dưới này thì có hình xe tăng này. Đó, hình xe tăng, xe tải gì đó, có hình cái xe rất là đẹp. Hai bên đóng hiệu Z này. Đây, năm 1941 đây các bác. Đó, 1941. Cái này thì cũng chưa qua sử dụng nha các bác, chưa qua sử dụng. Đó, dưới đáy cũng có đóng chữ luôn Zippo made in USA. Đó, đây. Đó, chưa xài nhá. Đó, bên trong cũng đóng chữ này made in USA luôn nhá. Về các bác mua xăng bơm vào sử dụng nha các bác. Đó. Đó. Rồi, Zippo mã số A9 này cũng là 290.000 nhá. A9 290.000. Mã số tiếp theo A10 thì ở đây có một cái bộ mà bộ tiền tiền xu nha các bác, một cái bộ tiền xu 12 con giáp được mạ bạc nhá. Đó, cái này thì nó có 12 đồng tiền xu nhá, 12 đồng tiền xu có hình 12 con giáp nhá. Đây. Đây là con lợn này, đó, con dê này, con ngựa này, khỉ này các bác này, chó này, trâu này, gà này. Đó, đây hổ này, chuột này. Đó, con này con gì đây? Thỏ à? Đó, này rắn này các bác. Và con này là con rồng nhá. Đó, 12 đồng tiền xu. Thì ở mặt sau của đồng tiền xu thì nó sẽ có hình hình bát quái nhá. Nó có hình bát quái và có chữ ở xung quanh này. Đó, có chữ ở xung quanh luôn. Thì kích thước của đồng tiền xu này thì đường kính của đồng tiền xu nó sẽ được là 3.5 nha các bác. Đó, đường kính đồng tiền xu 3.5. Và độ dày đồng tiền xu này thì nó dày được là 2 ly nhá. Đó, dày 2 ly. Đó, một bộ 12 đồng tiền xu có hình 12 con giáp được mạ bạc nha các bác. Đó, một bộ như thế này. Mã số A10 300.000 nha các bác. A10 là 300.000. Để mã số tiếp theo A11 là một cái bộ. Bộ này thì gồm có 5 cái thỏi tiền mạ bạc này các bác này. Đó, 5 cái thỏi tiền mạ bạc nhá. Đây, thỏi tiền mạ bạc rất là đẹp. Thì ở trên đầu của cái thỏi tiền này thì người ta có đóng nổi chữ đây nha các bác. Đó, có chữ đóng nổi. Và dưới đáy của cái thỏi tiền thì cũng có chữ luôn nhá. Đó, chữ ở trên, ở dưới luôn này. Đó, chữ trên, chữ dưới luôn. Đẹp.
Thì kích thước của cái thỏi tiền này thì đường kính chiều ngang này nó sẽ được là 3.5 nhá. Còn chiều cao của cái thỏi tiền này nó sẽ cao được khoảng tầm hơn 2 cm. Đó, cao khoảng 2.2 cm đấy. Đó. Rồi, một bộ 5 cái thỏi tiền như thế này, mã số A11 250.000 nhá. A11 250.000. Đến mã số tiếp theo A12 là một cái bình đựng trà nhá các bác. A12 một cái bình đựng trà. Cái bình đựng trà này thì hình thức còn rất là mới và đẹp luôn, chưa qua sử dụng nhá các bác. Thì ở xung quanh của cái bình đựng trà này á thì người ta có đóng rất là nhiều chữ này. Đó, đóng chữ nổi nhá các bác. Đó, chữ nổi nhá. Đủ các loại chữ trên đời luôn này. Đó, rất là nhiều các loại chữ. Và dưới đáy của cái bình trà này thì cũng có chữ luôn nhá. Đó, có chữ nổi này các bác. Đó, đây, trên cái nắp của nó thì cũng có một cái chữ nổi rất là to đẹp. Đó, đây, có nắp đậy. Thì kích thước chiều cao của cái bình trà này thì nó sẽ cao được khoảng tầm 8 cm nha các bác, cao 8 cm. Đường kính miệng bình thì nó sẽ được là khoảng tầm 6.5 nhá. Đó, đường kính miệng bình 6.5. Cái bình này thì nó rất là dày này các bác này. Đó, các bác có thể thấy nó rất là dày dặn và cứng cáp luôn nhá. Đó, rất là dày và cứng. Đó, thì các bác có thể mua về đựng trà này, đựng cà phê, rồi đựng các cái loại gia vị nhá. Gia vị muối, bột ngọt, đường gì đó. Đó. Nói chung là các bác đựng trà để ở trên bàn á, thì nhìn rất là đẹp luôn. Đó, đựng trà, cà phê. Rồi, bình đựng trà mã số A12 này 500.000 nha các bác. A12 là 500. Mã số tiếp theo A13. A13 ở đây em có một cái combo này các bác này. Đó, một cái combo gồm có một cái chày và một cái cối. Đó, một cái chày, một cái cối được đúc bằng đồng nhá các bác. Đó, một chày, một cối được đúc bằng đồng. Thì cái này cũng chưa sử dụng nhá. Đó, rất là đẹp luôn này. Đây thì nó có một cái chày, thì kích thước của cái chày này thì chiều dài của cái chày sẽ được là 12.5 nhá. Đó, chiều dài cái chày này là 12.5. Còn cân nặng của cái chày này thì nó sẽ nặng được cái chày này nó sẽ nặng được là 550g nha các bác. Đó, nặng 550g. Rồi đến cái cối của nó đây. Đó, cái cối người ta đúc bằng đồng rất là dày này các bác này. Các bác có thể thấy rất là dày. Đó, đẹp nhá. Thì chiều cao của cái cối này nó sẽ cao được là 7 cm các bác nhá. Đó, cao 7 cm. Và đường kính miệng cối này thì nó sẽ được là 10.5. Đó, đường kính miệng cối thì được khoảng 10.5 nhá. Đó, khá là nặng nữa các bác. Rồi, một combo, một cái chày và một cái cối như thế này. Mã số A13, 800.000 nhá. Đó, mã số A13, 800.000 nhá các bác. Đến mã số tiếp theo, mã số A14. A14 là một cái tượng con gà được đúc bằng đồng nhá các bác. Đó, tượng con gà đúc bằng đồng. Rất là đẹp này. Con gà này á, thì người ta đúc nó đang đứng ở trên các cái thỏi tiền này các bác này. Đó, đứng trên rất là nhiều tiền vàng nhá. Đó, con này thì có thể mang lại tài lộc nha các bác. Thì đây ở bên bụng của con gà thì có đóng chữ đây nha các bác. Đó, có đóng chữ. Đó, thì bác nào tuổi gà có thể mua con này về để sưu tầm nhá. Đó, mua sưu tầm trưng bày. Chiều cao của con gà này thì nó sẽ cao được là 16.5 nhá. Đó, cao 16.5. Còn chiều ngang thì nó khoảng tầm 10 cm này. Đó, ngang hết phần đuôi. Đó, ngang đến hết phần đuôi thì nó khoảng tầm 10 cm. Đó, một con gà được đúc bằng đồng nhá. Và dưới đáy của nó thì cũng có chữ luôn nha các bác. Đó, dưới đáy của con gà này có chữ luôn nhá. Đó, gà rất là đẹp. Mã số A14 là 450.000 các bác nhá. A14 450.000. Mã số tiếp theo A15. A15 một cái tượng con gà được đúc bằng đồng, loại lớn hơn, con này thì lớn hơn nha các bác. Đó, con này thì cũng đang đứng ở trên rất là nhiều các cái thỏi tiền này. Đó, bác có thể thấy. Đứng ở trên rất là nhiều thỏi tiền luôn. Đây, ở bụng của nó thì cũng có chữ luôn nhá. Và dưới đáy thì cũng có chữ này. Đó, dưới đáy cũng có chữ luôn. Thì chiều cao của con gà này nó sẽ cao được 18 cm nhá. Còn chiều ngang hết phần đuôi thì nó sẽ được là tầm 12 cm. Đó, ngang hết phần đuôi 12 cm. Đó, một con gà loại lớn hơn nhá. Thì rồi, mã số A15. Đó, con gà này mã số A15 các bác nhá. A15 600.000 nhá. A15 là 600. Mã số tiếp theo A16 là một cái cặp bình bông được đúc bằng đồng này các bác này. Đó, cặp bình bông được đúc bằng đồng. Cặp này thì hình thức còn mới này. Đó, đây các bác có thể thấy một cặp nhá. Thì một cái thì nó sẽ có đúc nổi hình con rồng và một cái thì sẽ có đúc nổi hình con phượng nhá các bác. Đó. Một cái có hình rồng và một cái có hình phượng này. Các bác có thể thấy rất là đẹp luôn nhá. Rồi, còn ở đây.
ở bên hông của nó nữa, thì cả hai cái thì đều có đóng chữ này các bác này, hoa văn rồi chữ nổi nhá. Đó, rất đẹp. Và dưới đáy của nó thì đều có chữ hết nhá, dưới đáy đều có đóng mộc đóng chữ hết. Đó. Thì kích thước này các bác này, chiều cao của cái cặp bình bông này nó sẽ cao được 20cm nhá. Cao 20cm và đường kính miệng bình thì nó sẽ được là 5.3. Đó, đường kính miệng bình 5.3. Đường kính đáy thì nó sẽ được là 4.5 các bác nhá. Đường kính đáy là 4.5. Thì cái cặp bình bông đồng này thì các bác có thể mua về để cắm bông, hoặc là các bác mua về để trưng bày nhá. Các bác bỏ trong tủ kính. Đó, bỏ trong tủ kính trưng bày sưu tầm rất là đẹp luôn nhá. Đó, nó rất là sáng, nhìn đẹp luôn các bác. Có một cái hình rồng và một cái hình phượng nhá. Rồi, cặp bình bông bằng đồng mã số A16 này là 1 triệu các bác nhá. A16 cặp này là 1 triệu nhá. Đó. Để mã số tiếp theo A17. A17 thì ở đây em có hai cái lọ để các bác cắm sử dụng để cắm nhang, cắm hương này. Đó, loại lớn nhá các bác, cũng được đúc bằng đồng luôn nhá. Đó, được đúc bằng đồng. Thì ở đây em có hai cái này các bác này. Cái này thì đó, nó sẽ giá nó sẽ là 650.000 một cái nhá. Đó, bác nào lấy hai cái cũng được, nó có hai cái thôi. Đó, 650.000 một cái nhá các bác. Đó, rồi. Thì cái này đây, dưới đáy có chữ này các bác này. Đó, có chữ nhá. Đó. Và cái này thì người ta thiết kế nó, đây người ta làm nó chia đốt này các bác này, nó đốt giống cây tre nhá các bác. Cái này nó kiểu hình giống cây tre á. Đó, nó sẽ được chia làm 3 đốt. 3 đốt của kiểu như của cây tre ấy. Thì chiều cao của cái lọ này nó sẽ cao được là 19cm nhá, cao 19, và đường kính miệng của nó thì được là 6cm nhá các bác. Đó, đường kính miệng 6cm. Đó. Bằng đồng nhá các bác, rất là đẹp, khá là nặng. Thì cái này 650.000 một cái nhá các bác. A17 650.000 một cái. Đó, các bác mua có thể đặt ở hai bên bàn thờ cũng được, cắm hương cắm nhang nhá. Đó, cắm hương cắm nhang. A17 650.000 một cái nhá. Rồi, đến mã số tiếp theo A18. A18 là một cái sông trầm chú tiểu nhá các bác. Đây, một cái sông trầm chú tiểu. Sông trầm này thì người ta đúc hình tượng chú tiểu này đang ngồi gõ mõ tụng kinh và ngồi ở trên cái bông hoa sen nhá các bác. Đó, ngồi gõ mõ tụng kinh ngồi trên bông hoa sen. Đó, rất là đẹp, các bác nhìn chú tiểu rất là đẹp luôn này. Đó, mặc áo cà sa gõ mõ tụng kinh ngồi trên bông hoa sen này. Đây, và cái này á thì đây phần đáy của nó này. Đáy cái hình có hình hoa sen và người ta sẽ thiết kế là 6 cái lỗ ở xung quanh nha các bác. Đây, nó sẽ có 6 cái lỗ ở xung quanh để cho khói nó tỏa ra xung quanh. Và dưới đáy thì cũng có mộc có chữ đầy đủ đây nhá. Rồi, còn cái hình chú tiểu đây thì ở cái mõ này, đó, ở cái mõ cũng thiết kế cái khe hở để cho khói nó bay ra này các bác này. Đó, thiết kế khe hở để cho khói bay ra. Và ở trên đầu của chú tiểu thì sẽ có 4 cái lỗ đây các bác nhá. Đó, có 4 cái lỗ để khói nó sẽ bay lên bên trên nhá. Đó, 4 cái lỗ này, à 6, 6 cái lỗ khói nó sẽ bay lên trên. Thì kích thước của cái sông trầm này thì chiều cao nó sẽ cao được là 12.5 nhá. Đó, cao 12.5. Còn cái đường kính miệng này, đó, đường kính miệng phần này thì thôi, đo hết đường kính này thì nó sẽ được là 8cm này các bác này, 8cm. Còn cái lòng trong này thì nó sẽ sâu được khoảng tầm là 3cm nhá, lòng trong này sâu 3cm. Đó, rồi. Một cái sông trầm chú tiểu nhá các bác, mã số A18 550.000 nhá. A18 là 550.000. Mã số tiếp theo A19 là một cái sông trầm 12 con giáp nhá các bác, cũng được đúc bằng đồng này. Đó, sông trầm 12 con giáp bằng đồng. Thì cái sông trầm này thì ở xung quanh của nó sẽ có hình 12 con giáp này. Đó, 12 con giáp các bác nhá. Mỗi bên thì sẽ có 6 hình con vật này. Đó, một bên 6 hình con vật. Thì ở hai bên đây thì nó sẽ có hai cái quay ở hai bên đây nhá. Hai quay hai bên có hình đầu sư tử này. Đó, trên cái nắp của nó, trên nắp của sông trầm này cũng có một cái hình con sư tử đang ngồi ở trên nắp nhá. Đó, và cái nắp thì người ta cũng có thiết kế các cái lỗ để cho khói nó bay lên trên nhá. Đó, khói nó tỏa ra. Đây, bên trong khá là sạch sẽ nhá. Rồi, dưới đáy của nó thì cũng có mộc có chữ đầy đủ nhá các bác, và phần đáy thì nó sẽ có 3 chân. Đó, đáy 3 chân nhá. Thì chiều cao của cái sông trầm này thì nó sẽ cao được là 13cm nhá. Đó, cao khoảng 13cm. Và đường kính miệng thì sẽ được là 5.5 này. Đó, đường kính miệng 5.5. Rồi, một cái sông trầm 12 con giáp mã số A19 550.000 nhá. A19 là 550.000. Mã số tiếp theo A20 cũng là một cái sông trầm này các bác. Đây, cái sông trầm này thì cũng được đúc bằng đồng nhá, được đúc bằng đồng.
Thì ở trên nắp của cái sông Trầm này thì người ta sẽ làm nó là hình con, có một bên là hình con rồng này. Đó, một bên hình con rồng và một bên hình con phượng nhá các bác. Đó, một bên hình rồng và một bên hình phượng. Đây, bên trong sạch sẽ đẹp nhá. Đó. Đây, dưới đáy thì có ba chân và dưới đáy thì cũng có, dưới đáy thì có hình hai con rồng nhá các bác. Đó, dưới đáy có hình hai con rồng và có chữ ở dưới đáy này. Đó. Thì kích thước thì chiều cao của cái sông Trầm này nó sẽ cao được khoảng tầm 7.5 nhá các bác. Đó, cao 7.5 và đường kính miệng này. Đường kính miệng của nó sẽ được là 7.5 luôn. Đó, đường kính miệng 7.5. Đó, rồi, sông Trầm có hình rồng các bác nhá. Đó. Mã số A20 350.000 nhá. A20 350.000. Đến mã số tiếp theo A21. A21 thì là một cái lọ để các bác cắm nhang cắm hương này, cũng bằng đồng nhá các bác. Đó, bằng đồng rất là đẹp. Đó, còn nguyên lớp sơn luôn, rất là mới nhá. Đó, đây, và dưới đáy của nó thì có đóng chữ đây nhá các bác. Đây, dưới đáy của cái lọ này có đóng chìm chữ luôn này. Đó, có mộc luôn nhá. Chiều cao của cái lọ cắm này thì nó sẽ cao được 11 cm và đường kính miệng thì sẽ được là khoảng 3.5 nhá. Đó, đường kính miệng 3.5. Rồi, mã số A21 200.000 nhá các bác. A21 là 200. A22 cũng là một cái lọ cắm hương cắm nhang nhá các bác. Cắm hương cắm nhang cũng bằng đồng luôn nhá. Cái này thì sẽ có hình, người ta đúc nổi hình con chim này các bác này. Đó, có hình con chim. Đây thì có hình bông hoa này. Đó, hình chim và hình hoa rất là đẹp nhá. Đó, dưới chỗ phần đáy này cũng có các cái hoa văn này. Đó, dưới đáy thì cũng có chữ luôn nha các bác. Đó, dưới đáy có mộc, có chữ đầy đủ nhá. Chiều cao của nó sẽ cao được là 10.5 và đường kính miệng này. Đường kính miệng tổng thể đấy các bác, đường kính miệng hết đây là được 4 cm nhá. Đường kính miệng là 4 cm. Rồi, cũng một cái lọ cắm hương cắm nhang. A22, lọ này 200.000 các bác nhá. A22 cũng là 200. Mã số tiếp theo A23 cũng là một cái lọ cắm hương cắm nhang bằng đồng. Đó, lọ này hình thức cũng đẹp này các bác này. Đây thì người ta có đóng chìm hình con chim đi nha các bác. Đó, hình con chim. Đó, hình chim rất là đẹp nhá. Đó, dưới đáy thì cũng có mộc luôn nhá. Đó, dưới đáy có mộc, có chữ luôn. Thì chiều cao của cái lọ này nó sẽ cao được là khoảng tầm 11.8 nhá các bác. Đó, gần 12 đấy, cao 11.8. Còn đường kính miệng thì sẽ được là 4.3. Đó, đường kính miệng 4.3 nhá. Đó, cái này rất là đẹp này. Đó. Rồi, mã số A23 220 nha các bác. Mã số A23 là 220.000. Rồi, đến mã số A24 cũng là một cái lọ cắm hương cắm nhang nha các bác. Cái này cũng bằng đồng và cái này thì các bác có thể thấy rất là mới này, còn nguyên lớp sơn này. Đây thì người ta có đóng chìm hình bông hoa sen này các bác. Đó, hình bông hoa sen nhá. Đó, hoa rất là đẹp. Đó, dưới đáy đây. Đó, xung quanh mới nhá các bác, còn nguyên sơn. Thì chiều cao cái lọ này nó sẽ cao được 12 cm và đường kính miệng thì được là 3.8 nhá. Đó, đường kính miệng 3.8. Rồi, mã số A24, lọ này 220 luôn nha các bác. A24 là 220. Đến mã số tiếp theo A25. A25 là một cái cặp chân đèn cầy bằng đồng này các bác này. Đó, cặp chân đèn cầy bằng đồng. Cặp này thì đều bãi đây là lớp sơn mạ nó cũng bị bong tróc một số chỗ rồi này. Đó, lớp sơn mạ ở xung quanh nó bị bong tróc một phần rồi. Đó, nhưng mà cặp này thì người ta có đóng chìm hình con chim này các bác, rất là đẹp nhá. Đó, đây có hình con chim. Đó, đóng chìm nhá. Đó, cả hai cái thì lớp sơn nó cũng bị bong tróc một phần rồi. Đó, về thì bác nào không thích thì các bác có thể đánh hết cái lớp sơn này đi này, nó sẽ lộ cái đồng vàng ra rất là đẹp đấy. Đó. Đây, dưới đáy của nó đây các bác. Ở trên đầu của nó thì sẽ có hai cái mũi nhọn để các bác cắm nến này. Đó, để các bác cắm nến nhá. Rồi, kích thước của cặp chân đèn cầy này thì nó sẽ cao được là cao 18 nhá các bác, chiều cao 18. Đường kính miệng trên này nó sẽ được là 5 cm này. Và đường kính đáy thì đường kính đáy của nó là 6 cm nhá. Rồi, một cặp chân đèn cầy, mã số A25. A25 cặp này là 550.000 nhá. A25 550.000. Mã số tiếp theo A26. A26 cũng là một cái cặp chân đèn cầy. Cặp chân đèn cầy này cũng bằng đồng luôn này các bác. Đó, cũng rất là mới luôn nhá. Đó, bóng đẹp này, lớp sơn còn mới nhá. Đó. Đây, trên đầu thì cũng có hai cái mũi nhọn để các bác cắm nến nhá. Đó, mũi nhọn để cắm nến. Thì kích thước thì chiều cao của cặp chân đèn này nó cao được là 16.5 nhá. Cao 16.5, đường kính miệng trên này sẽ được là 4.5 và đường kính đáy
đường kính đáy của nó cũng được 4.5 luôn. Đó, một cặp rất là mới luôn nhá, đẹp. Rồi, A26 cặp này 280.000 các bác nhá. A26 cặp này 280.000. Mã số tiếp theo A27. A27 cũng là một cặp chân đèn cầy, cũng bằng đồng luôn. Đó, cặp này cũng rất là đẹp. Đó, màu sơn đẹp nhá các bác. Đó, trên đầu thì cũng có hai cái mũi nhọn để cắm nến luôn nhá. Đó, đây. Dưới phần đáy của nó đây các bác. Đó. Thì kích thước của cặp này thì nó sẽ cao được là 17.5 các bác nhá, cao 17.5. Đường kính miệng trên này được là 4 cm và đường kính đáy của nó thì được là 5 cm nhá. Đó, cặp này cũng khá là mới đấy các bác. Đó. Rồi, mã số A27 cặp này 300.000 nhá. A27 cặp này 300.000. Đến mã số tiếp theo A28. A28 cũng là một cái cặp chân đèn cầy. Đó, cũng bằng đồng luôn. Cặp này thì loại nhỏ hơn này. Đó, cũng có hai cái đầu mũi nhọn để cắm nến nhá các bác. Đó, hai đầu mũi nhọn cắm nến. Đây, dưới phần đáy của nó đây các bác này. Đó. Đó. Cặp này rất là đẹp luôn. Đó, các bác có thể thấy xung quanh của nó này. Thì chiều cao của cái cặp này thì nó sẽ cao được là 13.5 nhá. Đó, cao 13.5, đường kính miệng thì được là 3.5 cm. Đường kính đáy thì được là 4.2. Đó. Một cặp chân đèn cầy mã số A28, cặp này 250.000 các bác nhá. A28 250.000. Mã số tiếp theo A29 cũng là một cặp chân đèn cầy bằng đồng. Đây, cái cặp này thì cái loại này thì nó rất là đẹp này các bác này, kiểu dáng nó rất là đẹp thì nó sẽ người ta đúc nổi hình con chim đây các bác. Đó, hình con chim. Đó, ở hai bên thì đều có hình con chim hết nha các bác. Đó, hình con chim và nó sẽ có hai cái tai nhỏ ở hai bên này. Đó, nó có hai cái tai nhỏ ở hai bên rất là đẹp. Trên đầu thì cũng có hai cái đầu mũi nhọn để cắm nến nhá. Đó, để cắm nến. Đây. Rồi, kích thước của cặp này thì chiều cao của nó sẽ cao được là 9.5 các bác nhá, cao 9.5. Đường kính miệng thì được là 3.5, đường kính đáy của nó thì được đường kính đáy là 4.8 nhá. Đó, đường kính đáy 4.8. Đó, cái cặp này rất là đẹp đấy các bác. Mã số A29 cặp này 350.000 nhá. A29 cặp này 350.000. Rồi, đến một số mẫu lư hương nha các bác. Đó, lư hương. Đến mã số A30 cũng là một cái lư hương bằng đồng. Đây, lư hương này thì lớp sơn cũng còn đẹp còn mới này. Đó, bác có thể thấy đẹp nhá. Đó, xung quanh đẹp sáng bóng luôn. Dưới đáy thì có 3 chân này. Đó, có 3 chân. Đó, bên trong đẹp sạch sẽ nhá. Rồi, thì kích thước của nó thì chiều cao nó sẽ cao được là 6 cm và đường kính miệng này. Đây, đường kính tổng hết cái đường kính nha các bác. Tổng hết đường kính miệng thì nó sẽ được là 8 cm này. Đó, tổng hết là 8 cm. Rồi, A30 lư hương này 190.000 các bác nhá. A31. A31 cũng một cái lư hương đồng. Đây, cái này thì cũng đẹp này các bác. Đó, lớp sơn còn đẹp. Đó, xung quanh đây. Đó, và dưới phần đáy cũng có 3 chân nha các bác. Dưới đáy có 3 chân. Bên trong cũng sạch sẽ nhá. Thì chiều cao cái lư hương này nó sẽ cao được là 6.5. Đó, cao khoảng 6.5 nhá. Đường kính tổng hết phần miệng thì sẽ được là 9.5 này. Đó, 9.5. Rồi, cái lư hương mã số A31 250.000 nhá. A31 250.000. A32 cũng là một cái lư hương này các bác. Cái lư hương này thì nó sẽ có hình này các bác này, có hình hoa sen này. Đó, người ta đóng chỉ mình hoa sen. Đẹp này, cái này đẹp đấy các bác. Đó, lớp sơn còn đẹp còn mới. Đó. Dưới đáy có 3 chân này. Đó, có 3 chân dưới đáy. Thì chiều cao của cái lư hương này nó sẽ cao được là 6 cm các bác nhá, cao 6 cm. Còn đường kính tổng miệng thì sẽ được là 8.3. Đó, khoảng 8.3. Đó. Rồi, mã số A32 280.000 nhá. A32 là 280. Mã số tiếp theo A33 cũng một cái lư hương nha các bác, một cái lư hương. Cái lư hương này thì cũng bằng đồng luôn. Đó, hình thức đẹp mới này. Và đây thì có hình hoa sen, đó. Đó, có hình hoa sen nha các bác. Dưới đáy có 3 chân nhá. Đó. Chiều cao này các bác này. Cao được khoảng tầm 7 cm nhá, cao 7 cm và đường kính tổng miệng thì được là 9.5 nhá. Đó, đường kính tổng 9.5. Đó, cái này rất là đẹp đấy. A33, cái này 320.000 nhá. A33 là 320. Mã số tiếp theo A34 cũng một cái lư hương bằng đồng. Đó, cái này thì cũng mới này, lớp sơn này các bác, chưa bong chóc gì hết. Đó, dưới đáy có 3 chân và cái này thì dưới đáy có chữ luôn này. Đó, dưới đáy có chữ, có mộc ở dưới đáy luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Đó, bên trong sạch sẽ.
Thì chiều cao của nó sẽ cao được là khoảng tầm 6.5 các bác nhá, cao 6.5. Còn đường kính miệng thì cũng là 9.5 này. Đó, đường kính miệng 9.5. Đó, mộc triện đầy đủ hết nhá. Đó, rất là mới. Rồi, lư hương mã số A34, cái này 320 các bác nhá, A34 320.000. Bên mã số tiếp theo A35 thì A35 em có về thêm được một số cái bộ bánh xe các bác nhá. Đó, bộ bánh xe. Bộ bánh xe này thì nó là hàng bãi nhưng mà chưa qua sử dụng này. Một bộ của nó thì sẽ gồm có 4 bánh xe, là có 2 bánh có khóa hãm và 2 bánh không có khóa hãm nhá. Đây, 2 bánh nó có khóa hãm này. Đó, và 2 bánh thì sẽ không có khóa hãm các bác nhá. Rồi, kích thước của cái này thì đây nó sẽ có một cái bát ở trên này. Đó, có 4 lỗ này. Đó, kích thước của cái bát này thì nó dài được 7 cm và rộng được là 5 cm này, rộng 5 cm. Còn đường kính cái lỗ này các bác, đó, từ hai bên lỗ này qua thì nó khoảng tầm 3.5 á, đó, khoảng 3.5. Và bánh xe này có thể xoay tròn 360 độ được các bác nhá. Đó, xoay tròn 360 độ được. Đó, có bạc đạn ở bên trong. Đó. Đây, bánh xe khá là bền. Đường kính bánh xe này thì bánh xe này nó sẽ rộng được 4.5 này. Đó, còn đây, đường kính bánh thì được khoảng tầm 2.2. Đó, đường kính bánh 2.2. Thì một bộ 4 bánh xe như thế này nó có thể chịu tải được khoảng tầm là 100 kg các bác nhá. Đó, khoảng 100, khoảng hơn 100 kg một xíu. Đó, 100 đến 120 kg. Đó. Các bác có thể về gắn vào chân bàn ghế rồi kệ, các cái kệ rồi tủ quần áo này, tivi, loa đài gì đó. Đó, hoặc là các bác gắn vào cái giá phơi quần áo nhá. Đó, gắn vào chân giá phơi đồ. Đó, đẩy đi đẩy lại hoặc kéo lắp vào xe đẩy hàng cũng được. Đó, rất là tiện. Rồi, một bộ của nó là 4 bánh A35 như này, 150.000 một bộ 4 bánh xe nhá. Đó, 2 bánh có khóa hãm và 2 bánh không có khóa hãm nhá. A35, bộ bánh xe này 150.000 4 bánh. Nên mà số tiếp theo A36 là một cái bơm xe này các bác này. Đó, một cái đầu bơm xe. Đầu bơm xe này thì nó là hàng của Hàn Quốc và chưa qua sử dụng. Đó, còn nguyên trong bọc như này đó nhá. Đây này, trên này thì nó sẽ có dập hiệu là THB này, THB. Đó, chưa qua sử dụng nhá. Đây thì nó có đồng hồ để đo áp suất từ 0 đến 230 PC nhá. Nó 0 đến 230 PC. Và cái đầu bơm của nó như thế này các bác nhá. Đó, đầu bơm này thì có thể bơm được xe máy, xe ô tô được hết nhá các bác. Đó, bơm xe máy, xe ô tô đều được hết. Đây thì nó sẽ có một cái nút tròn ở đây là cái nút nạp xả này các bác này. Đó, nút nạp xả. Đây thì đây cái nút bấm này thì để mà các bác bơm hơi vào mạnh hay là vào ít yếu đấy. Đó, bơm hơi nhiều hay là hơi ít đấy. Đó, đầu này thì về các bác lắp vào cái dây hơi nhá. Đó. Đó, một cái bơm xe, sử dụng bơm xe máy ô tô đều được các bác nhá. Đó, cái này thì nó là hàng của Hàn Quốc nên là xài rất là chất lượng. Đó, hàng của Hàn Quốc, mã số A36 350.000 nhá. A36 350.000. Mã số tiếp theo A37 là một cái ống nhòm này các bác này. Ống nhòm này thì hình thức nó còn nguyên trong hộp giấy. Đây giờ em mới khui ra này. Đó, ống nhòm này thì cũng chưa qua sử dụng đâu. Đó, còn nguyên hộp giấy. Và nó được đựng trong một cái túi bằng vải nhá các bác. Đó, được đựng trong cái túi vải. Đây, hàng còn nguyên bọc luôn này. Đó, giờ mới khui ra này các bác này. Đó. Cái ống nhòm này thì đây, nó có trên này thì nó sẽ có đóng hiệu là Baninel nhá. Nó hiệu Baninel. Đó. Đây, ở các cái đầu mắt kính của nó thì sẽ có các cái miếng cao su này. Đó, để bảo vệ mắt kính này. Đó, khi không sử dụng các bác có thể đậy lại để bảo vệ mắt kính nhá. Đó, đây. Đó, bảo vệ mắt kính. Đây, ống nhòm thì các bác có thể duỗi thẳng ra và gập thành hình chữ V được này. Đó, rất là tiện nhá. Thì kích thước của cái ống nhòm này thì chiều dài ống nhòm sẽ được 18, còn chiều ngang thì ngang cũng 18 luôn nhá. Đó, dài 18, ngang 18. Đây thì nó sẽ có một cái nút tròn ở đây này. Đó, nút tròn ở đây để các bác điều chỉnh cái độ nhòm các bác nhá. Đó, nhòm xa, nhòm gần gì đó. Đó, rồi cái ống nhòm này thì nó có thể nhòm xa được khoảng tầm 1 cây số nhá. Đó, nhòm xa được khoảng 1 cây số. Đó, đóng hiệu này. Đây thì nó có sẽ có thông số là 20x50 168 FT AT 1000 này. Đó, hiệu Baninel nhá. Chưa qua sử dụng, còn nguyên trong bọc bóng như thế này. Đó. Các bác mua có thể đi du lịch rồi đi dã ngoại, đi phượt cắm trại gì đó đem theo ngắm cảnh. Đó, nhòm sông núi chim cò gì đó. Nói chung là các bác thích nhòm gì các bác nhòm. Hoặc là mấy bác ở nhà chung cư á, đó, các bác đứng ở bên chung cư bên này, đó, có thể nhìn sang chung cư bên kia được, đó, rất là tiện. Đó, đựng trong túi vải và cái túi thì sẽ có một cái quai để các bác có một cái sợi dây
để đeo lên vai được nhá, rất là tiện nhá. Đó, nó còn nguyên trong hộp như thế này. Rồi, ống nhòm mã số A37 này 350.000 nhá. A37 350.000. Đến mã số tiếp theo hôm nay là A38. A38 là một cái súng phun sơn nha các bác. Đó, cái súng phun sơn này hàng bãi nhưng mà chưa qua sử dụng nhá các bác. Đó, còn mới còn đẹp này, lớp xi mới đẹp. Thì súng phun sơn này thì nó sẽ có đóng hiệu đây là Osaka nhá các bác, hiệu là Osaka. Đây thì sẽ có chữ là Japan Technology nhá. Đó, Japan Technology. Đó, chưa qua sử dụng, dòng sản phẩm F75 nhá, F75. Đầu phun sơn của nó thì đầu này nó sẽ khoảng là đầu 1.3 nha các bác. Đó, đầu khoảng 1.3. Đó, đầu 1.3. Đây thì ở trên này nó sẽ có hai con ốc để các bác điều chỉnh lượng sơn phun này. Đây này, hai con ốc này để điều chỉnh lượng sơn phun nhá. Và dưới này thì sẽ có một con ốc này để điều chỉnh hơi nhá. Đó, điều chỉnh hơi. Đây, cái đầu này thì về các bác lắp vào dây hơi nhá, lắp dây hơi để sử dụng. Đó, phun sơn lên gỗ lên sắt nhá, phun sơn trên gỗ trên sắt. Và đi kèm thì nó sẽ có một cái bình đựng sơn nha các bác. Đây, một cái bình đựng sơn. Đó, bình đựng sơn đẹp nha các bác, có nắp đậy đầy đủ luôn. Và bình đựng sơn này thì nó sẽ được lắp vào phần bên dưới của súng phun nha các bác. Đây, bình đựng sơn sẽ lắp vào phần bên dưới này của súng phun này, rất là tiện lợi nhá. Đó, thì kích thước thì cái bình đựng sơn này nó sẽ cao được khoảng tầm 12 cm nhá. Thì thể tích của cái bình đựng sơn này chắc nó được khoảng tầm 350ml nhá. Đó, khoảng 350ml. Rồi, súng phun sơn mã số A38 này 300.000 các bác nhá. A38 là 300. Đến mã số tiếp theo A39 là một cái bình giữ nhiệt này. Đó, cái bình giữ nhiệt này thì cũng còn đẹp còn mới này, chưa xài nhá các bác. Thể tích là 1 lít. Hiệu là Jojirushi, có logo hình con voi này, made in Japan nha các bác. Có made in Japan. Đó, màu vàng này. Và cái quai sách của nó là bằng nhựa cứng nhá. Đó, có một cái quai sách bằng nhựa cứng. Đây, nắp đậy đầy đủ nhá. Bên trong thì sẽ có một cái miếng để lọc này các bác này. Đó, miếng lọc. Đó, giữ nhiệt rất là tốt luôn nhá. Đó, rồi, chiều cao của cái bình giữ nhiệt này nó sẽ cao được 21 cm các bác nhá, cao 21 cm. Đó. Đó, hiệu Jojirushi made in Japan. Rồi, mã số A39 230.000 nhá, A39 230. Mã số tiếp theo A40 thì nay em có về được một số cái bình đựng nước này các bác này. Đó, cái bình đựng nước, đựng sữa cà phê gì đó. Cái này thì nó làm bằng nhựa nhá. Đó, bình này nó bằng nhựa nhưng mà nhựa của Nhật, rất là bền. Đó, chưa qua sử dụng, nó còn nguyên tem của Nhật đây nhá. Đây thì nó sẽ có hiệu là Nakaza này. Đó, Nakaza các bác nhá. Đó, còn nguyên tem. Và bên dưới đáy của cái bình này á, đó, nó có đóng chữ luôn nhá. Đó, dưới đáy bình đây này các bác này. Đó, dưới đáy bình có chữ made in Japan luôn nhá. Đó, bác thấy không? Đó, bác thấy chữ made in Japan chưa? Đó, dưới đáy bình có chữ made in Japan luôn nhá. Đó, hàng Nhật luôn nhá, hàng của Nhật. Thể tích là 1 lít này. Và chiều cao cái bình này nó sẽ cao được là khoảng tầm 26 cm các bác nhá, cao 26 cm. Đó, đây nó có một cái nắp đậy này. Đó, đây nắp đậy, và ở trên cái phần nắp đậy thì nó sẽ có một cái lỗ nhỏ đây nữa này. Lỗ nhỏ thì các bác mở cái này ra để các bác uống nước này. Đó, hoặc các bác cắm ống hút vào đây nhá. Đó, có thể mở cái lỗ này ra để cắm ống hút vào. Đó, thì không cần phải tháo cái nắp này ra đâu. Đó, mở cái nắp nhỏ này ra để uống nước là được. Đó, các bác đựng nước, đựng cà phê, đựng sữa gì đó. Đó, cái này thì A40 120 một cái các bác nhá. Đó, A40 một cái bình nhựa của Nhật, 120.000 một cái nhá. Rồi, đến mã số tiếp theo A41. A41 thì nay em có về thêm được một số cái chai dung dịch thông cống bồn cầu này. Đó, chai dung dịch thông cống bồn cầu này hàng của Nhật luôn các bác này. Đó, hàng Nhật luôn nhá, nó còn nguyên tem của Nhật đây. Đó, bên này thì tem Nhật đây, made in Japan này, made in Japan nhá. Thể tích của nó thì là 1 lít này các bác này. Đó, thể tích là 1 lít. Thì cái chai này các bác sử dụng thì các bác sử dụng là khi mà cái ống cống bồn cầu nhá các bác mà nó có bị tắc á, thì các bác sẽ đổ một ít dung dịch này vào. Đó, và các bác xả nước thì khi cái dung dịch này nó chảy xuống cái chỗ phần bị tắc á, thì nó sẽ sủi bọt lên. Đó, và nó sẽ thông cống cho các bác nhá. Đó, nó sẽ thông cống. Đó, cái này 1 lít này. Thì các bác có thể mua 2-3 chai gì đó về dự phòng, để dự phòng ở nhà được. Đó, xài hết thì các bác lại lấy ra xài thôi. Đó, mua 2-3 chai thì đó, tiện thì các bác lấy luôn 2-3 chai cũng được. Về thì bồn cầu, ống cống nó có tắc thì các bác thông nhá. Rồi, A41, cái chai này 120 một chai nhá.
A41 120.000 một chai, dung dịch thông cống. Rồi tiếp đến giá treo dao các bác này. Đó, một cái giá treo dao. Giá treo dao này 150.000 một cái các bác này. Đó, cái này thì hàng này em vẫn còn nhá, 150.000 một cái, chưa qua sử dụng, còn nguyên bọc giấy bóng như này. Thì nó là bằng nhựa và nó sẽ có hai cái đường đường ngang để giữ dao giữ kéo này thì làm bằng nam châm nhá. Đó, nó sử dụng nam châm. Hai bên thì sẽ có hai cái lỗ để các bác bắt vít đó vào tường. Đây, người ta tặng kèm hai con vít và hai con nở luôn này các bác. Đó. Chiều dài của cái giá treo dao này thì nó sẽ dài được 50 cm các bác nhá, dài 50 cm. Đây này, ngoài bọc này nó sẽ có hình ảnh minh họa, các bác có thể treo dao kéo rồi các cái dụng cụ đồ nghề nhỏ nhá, các loại. Đó. Sử dụng nó bằng nam châm. Rồi 150.000 các bác nhá, một cây. Đó, 150.000 một cây. Đến mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo A42 các bác này. A42 là một cái cây thước thủy các bác nhá, thước thủy cân nước. Cái này thì nó còn nguyên trong bọc như thế này, nó chưa xài đâu. Đây thì do vận chuyển và va quệt thì nó có bị xước một tí ở chỗ này thôi các bác này. Nó hơi chảy nhẹ một tí, có vết chảy nhẹ một tí ở đây thôi. Còn lại thì không có móp méo gì các bác này. Đó, các bác thể thấy. Cái này thì người ta chưa sử dụng đâu. Đó, còn lại rất là đẹp. Thì nó còn nguyên tem của Nhật là hiệu Shinwa các bác nhá. Đó, có logo hình con chim cánh cụt đây. Và nó sẽ có 3 ống cân nước, là một ống cân chiều ngang, một ống cân chiều dọc. Đó, và một ống cân đường chéo nhá. Đó, lấy thăng bằng đường ngang, đường dọc và đường chéo. Đó, chiều dài của cây thước thủy này nó sẽ dài được là 45 cm các bác nhá. Đó, chất liệu bằng nhôm. Đó, dài 45 cm. Rồi, mã số A42, cây này 280.000 nhá. A42, cây thước thủy này 280 các bác nhá. Mã số tiếp theo A43 là một cái cây kéo tỉa răm này. Cái kéo tỉa răm này thì chưa qua sử dụng, còn nguyên bọc luôn. Và hiệu của nó là hiệu Takagi các bác nhá. Đây, Takagi. Chiều dài của cây kéo này thì nó dài được là 90 cm. Nó size 190mm, dài 90 cm nhá. Đây, em lấy ra cho các bác xem này. Đây, phần tay cầm của nó thì sẽ được bọc cao su. Đó, và cái chốt gài thì bằng dây da. Đó, lò xo ruột gà đây nhá. Đó, lò xo ruột gà. Lưỡi kéo sắc bén các bác nhá. Đó, lưỡi kéo sắc bén. Rồi, một cái cây kéo tỉa răm như này, 90.000 một cây. Đó, giá rất là rẻ. Đó, cây kéo tỉa răm mã số A43, 90.000 các bác nhá. 90.000. Rồi, A44 là một cái cây kéo cắt gà này các bác này. Cây kéo cắt gà này thì hình thức còn đẹp, còn mới. Đó, ở trên lưỡi kéo thì có dập hiệu Willing các bác này, có logo hai hình người nhá. Đó, đây thì có chữ là Made in Germany. Đó, Made in Germany. Ở đây thì nó sẽ có một cái chốt gài ở đây nhá. Đó, chốt gài đây. Đó, lưỡi kéo thì sắc bén. Và cái lưỡi kéo thì người ta ở dưới này, người ta có thiết kế một cái lưỡi nó cong xuống này các bác này. Đó, lưỡi nó lõm xuống. Để khi mà các bác có cắt gà, cắt vịt thì nó sẽ chống trơn trượt nhá. Đó, nó sẽ chống trơn trượt. Đây thì nó còn có các cái răng li ti nữa này. Đó, răng nhỏ li ti nữa. Đó, cắt gà, cắt vịt rất là ngon. Phần cán thì người ta sơn một cái lớp sơn màu bạc nhá. Đó, màu bạc. Chiều dài của cây kéo này dài được 25 cm nha các bác, dài 25 cm. Rồi, cây kéo cắt gà A44 150.000. A45 là một cái cây cần tự động các bác nhá, cây cần tự động. Cái này thì hiệu là hiệu Super, hàng nội địa Nhật này, có dấu nội địa đây nhá. Và cái này thì nó là đầu 1/2 nha các bác. Đó, cái này đầu khẩu là đầu 1/2 để các bác xài chung với bộ khẩu 1/2 nhá. Đó, cái này thì đây, phần hình thức thì phần cán tay cầm còn đẹp này. Có cái phần trên đầu này á thì nó bị chóc một ít sơn này các bác này. Đó, nó có một vài chỗ nó bị chóc một ít xi mạ nhá. Đó, chóc ít xi mạ thôi. Chứ cây này thì còn sử dụng tốt nhá các bác. Đây, cái đầu khẩu của nó đẹp nguyên này, chưa bị trầy. Đó, có thể xoay chiều đảo chiều được nhá, sử dụng tốt. Thì chiều dài của cây cần tự động này nó sẽ dài được 25 cm nhá. Đó, một cây cần tự động hiệu Super. Đó, đầu 1/2. A45, cây này 220.000 nhá. A46 là một cái cây kìm kẹp hàn này các bác. Đó, con này thì nó là chất thép đen, thép rèn của Nhật. Trên cán thì sẽ có đóng mộc của Nhật ở trên cán nha các bác. Phần lưỡi của cái này thì người ta rèn nó, lưỡi nó là lưỡi cong. Đó, người ta rèn cái này lưỡi là lưỡi cong. Đó. Đó, miệng kẹp của nó đẹp các bác nhá, khít đẹp. Chiều dài của cây kìm kẹp này thì nó sẽ dài được khoảng 26 cm nhá. Còn miệng kẹp thì rộng được là 7.5 các bác nhá. Miệng kẹp này rộng 7.5. Cây này thì các bác có thể sử dụng để kẹp sắt, thép, kẹp gỗ nhá. Đó, hoặc là kẹp tôn cũng được, có mấy bác mua cây kìm này về để kẹp tôn á. Đó, kẹp tôn nha các bác. Rồi, A46 cây kìm kẹp này 170.000 nhá. A46 170.
A47 thì đây ở đây em có một số cái cây kìm cắt này các bác này. Đó, có một số cái cây kìm cắt. Cây kìm cắt này thì đây nó chưa qua sử dụng đâu, nó còn nguyên trong bọc giấy như thế này. Đó, hàng nó về nó còn nguyên như thế này nhá các bác, mới. Đó, hàng này hàng mới luôn. Và hiệu của nó là hiệu Mary. Đó, dòng sản phẩm NO205 này các bác. Đó, chất thép là thép rèn, rất là cứng cáp, xài bền nhá các bác. Đó, lưỡi cắt đẹp nhá. Thì cây kìm này thì hiệu là hiệu Mary và dòng sản phẩm NO205. Đó, made in Japan này. Đó, made in Japan nhá. Và cây này size của nó là size 15 nha các bác. Đó, dài 15 cm nhá. Đó. Kìm này, kìm cắt này thì các bác có thể mua về để sưu tầm cũng được. Đó, nó còn mới mà. Đó, sử dụng để cắt dây điện hoặc là cắt dây kẽm bonsai các bác nhá. Đó, cắt dây điện, cắt kẽm bonsai. Rồi A47 ở đây em có 3 cây các bác nhá. 3 cây thì cái này 230.000 một cây nhá. A47 230.000 một cây. Rồi để mà số tiếp theo A48 là một cái cây kìm nguội các bác nhá. Cây kìm nguội này thì hiệu là Fujiza. Đó, Fujiza LO này. 1050. Nó là hàng nội địa Nhật nhá các bác, có dấu nội địa đây nhá. Nó dấu nội địa. Cái này thì còn rất là mới, lớp sơn đẹp này. Đó, lớp sơn đẹp nhá. Đây, phần răng lợi của cây này cũng còn đều đẹp này các bác. Đó. Răng lợi đều đẹp, lưỡi cắt của cái này thì không có bị sứt mẻ gì hết nhá các bác. Đó, lưỡi cắt khít đẹp nhá, không có sứt mẻ gì cả. Thì chiều dài của cây kìm nguội này thì nó sẽ dài được 20.5 các bác nhá, dài 20.5. Rồi, A48 cái này 170.000 nhá. A49 cũng là một cái cây kìm nguội, cái này thì size nhỏ hơn này, loại nhỏ hơn. Cái này nó cũng là hiệu Fujiza luôn. Cũng là dòng sản phẩm NO1050 và hàng nội địa Nhật các bác nhá, có dấu nội địa Nhật đây này. Đó. Cũng còn đẹp còn mới nhá. Đây ở bên trong thì nó còn đóng cả hiệu ở bên trong cây kìm luôn, Fujiza Japan này, đó. Lưỡi cắt của cây này thì đó, khít đẹp nhá, không hở sáng luôn này. Đó, đây răng lợi cũng còn đẹp. Đó, răng lợi còn đẹp nhá. Thì chiều dài của cây kìm nguội này thì nó sẽ dài được cây kìm nguội này dài được là 18.5 các bác nhá. Cái này dài là 18.5. Rồi, A49 150.000 nhá. A49 150.000. Và số tiếp theo A50 là một cái cây kìm điện, kìm đa năng nha các bác. Có kìm điện, kìm đa năng. Cái này thì cũng đẹp này, gần như là chưa xài luôn. Thì trên này nó có sẽ dập hiệu là Fuka Japan này, chất thép là CRV, rất là cứng cáp nhá. Đó, ở trên đầu đây thì nó sẽ có một cái lỗ nhỏ đây để các bác kẹp đinh này. Đó, kẹp đinh dưới này thì nó có răng để kẹp ốc vít này. Đó, và lưỡi cắt này để cắt dây điện, cắt dây kẽm này. Đó. Và bên dưới này thì sẽ có một cái lỗ để bấm cốt nha các bác, lỗ bấm cốt và có 5 lỗ để tuốt dây điện. Đó. 5 lỗ tuốt dây điện. Phần tay cầm thì họ bọc cao su liền lạc nha các bác, không chảy xước rách thứ gì. Đó, và nó sẽ có lò xo để trợ lực này. Đó, lò xo trợ lực. Thì chiều dài của cây kìm điện này thì nó sẽ dài được 21 nha các bác, dài 21 cm. Đó, một cây kìm điện, kìm đa năng. Đó, các bác vừa có thể cắt dây điện, kẹp đinh ốc vít, rồi bấm cốt, tuốt dây điện này, rất là nhiều chức năng luôn. Đó, rồi mã số A50, cây này 180.000 nha các bác. Rồi A51 là một cái cây kìm mỏ quạ chất thép đen nhá. Đó, con này thép đen, hiệu là Hozan nha các bác, hiệu Hozan, dòng sản phẩm là P-245 này. Đó, P-245. Phần tay cầm của cái này cũng còn khá là liền lạc và đẹp. Đó, tay cầm bọc cao su nha các bác. Con này chất thép là thép đen nên là các bác xài thì nó rất là bền, nó cứng cáp nha các bác. Đây này, răng lợi thì chưa bị chảy, bị cấn dập gì cả nhá. Đó, răng chưa có chảy luôn. Đó, răng đều thẳng tắp luôn này các bác này. Đó. Thì đây, miệng thì nó sẽ mở tối đa này các bác này. Miệng mở tối đa khoảng 4.5 nhá. Đó, miệng mở tối đa 4.5. Rồi, một cây kìm mỏ quạ chất thép đen A51 270.000 nhá. A52 cũng là một cái cây kìm mỏ quạ. Cây này thì còn mới, chưa xài. Đó, hiệu đây các bác này, hiệu đóng chìm là hiệu Evalu. Đó, hiệu Evalu. Cái này thì size 250 nhá, dài 25 cm. Đó, dài 25 cm. Tay cầm thì liền lạc đẹp, không có một vết chảy xước gì cả luôn này. Đó, tay cầm rất là đẹp. Cây này mới nhá các bác. Đây, răng lợi cây này thì chưa bị chảy luôn nhá. Đó, răng lợi thì gần như là chưa xài luôn. Đó, đẹp nguyên này. Con này á thì ngàm nó sẽ mở tối đa được là ngàm mở tối đa khoảng tầm là 3.5 các bác nhá. Đó, ngàm mở tối đa như này 3.5 cm. Đó, hiệu Evalu. A52 cây này 250.000 các bác nhá. A52 là 250.000. A53 cũng là một cái cây kìm mỏ quạ. Con này thì hình thức cũng còn khá là đẹp này. Lớp C thì cũng còn khá mới.
Đây thì có đóng hiệu là Sanki các bác nhá. Sanki dòng sản phẩm WP. Size 250mm là dài 25cm các bác này. Dài 25cm. Đó. Con này thì răng lợi cũng còn đẹp nhá. Đây các bác có thể thấy răng lợi còn đẹp. Chưa bị chảy nhá các bác. Đó, răng lợi chưa bị chảy đâu. Đó, nó dính một vài vết bẩn một tí thôi, chứ răng còn đều đẹp. Đó, các bác có thể thấy răng đều đẹp nhá. Dài 25cm nhá các bác. Đó. Hiệu Sanki. Rồi A53, cái này 180.000 nhá. A54 là một cái cây kìm bấm chết mỏ chuột nhá các bác. Con này thì hình thức cũng còn mới còn đẹp, lớp xi sáng nhá các bác. Đó, lớp xi mới đẹp này. Và nó sẽ có đóng chìm hiệu là Crossman này, Crossman. Bên trong này của nó thì người ta đóng chìm chữ USA nhá các bác. Đó, USA nhá. Cây này thì chất thép là thép CRV. Đó, chất thép CRV. Khá là cứng cáp. Đó, kẹp chắc chắn nhá các bác. Đó, mỏ là mỏ chuột. Đây, răng lợi đẹp nhá. Đó, răng lợi đẹp. Đây. Đó, một cây kìm bấm chết mỏ chuột. Thì cái này thì chiều dài của nó sẽ dài được cái này dài 22.5 các bác này. Dài 22.5. Rồi A54, cây này 250.000 nhá. A55 là một cái cây kìm bấm chết tự động nhá các bác. Con này thì hình thức cũng còn mới còn đẹp, lớp xi sáng nhá. Đó, bác có thể thấy. Thì ở trên cây kìm này thì người ta sẽ đóng chìm chữ tiếng Anh này các bác này. Đó, chữ tiếng Anh gì ấy, set forget grip pretu này. Đó, pretture. Đó, bên mặt bên này cũng đóng chìm chữ tiếng Anh các bác này. Đó, bên này thì sẽ có chữ này heavy apply clamp control này. Đó. Đây, cây này răng lợi thì các bác xem kỹ này, đẹp nhá. Cũng chưa bị chảy trượt gì cả. Đó, răng đều đẹp thẳng tắp luôn nhá. Đó. Kẹp rất là chắc chắn. Đó. Cái này thì bên trong nó sẽ có một con ốc này để điều chỉnh lực nhá các bác. Ốc nhỏ này điều chỉnh lực. Đó, đây thì có lò xo ở bên trong này. Đó. Kìm bấm chết tự động thì nó sẽ tự động nó kẹp theo kích cỡ nha các bác. Đó, tự động kẹp theo kích cỡ. Chiều dài của cây kìm bấm chết tự động này dài 23cm nhá. Đó, dài 23cm. A55, cây này 330.000 nhá. A55 330. A56 là một cái cây kìm cộng lực kìm cắt sắt nha các bác. Một cây kìm cắt sắt. Cái này thì hiệu là MCC, đó, Japan này. Và nó cắt sắt được là 5 ly nha các bác. Con này thì người ta ghi là cắt sắt 5 ly nhưng mà các bác có thể cắt sắt 6 cũng được. Đó, nó khoảng sắt 6 đổ lại nhá các bác. Đó, sắt 6 đổ lại size 300. Hiệu MCC, hàng nội địa Nhật, có dấu nội địa này. Đó, cán tay cầm cũng còn đẹp. Đó. Hàng nội địa Nhật luôn nha các bác. Và cái này thì lưỡi cắt của nó thì còn đẹp nguyên nhá. Đó, lưỡi cắt không có bị mẻ này. Đó, lưỡi cắt em kiểm tra kỹ rồi nhá các bác, không có sứt mẻ gì hết nhá. Đây. Đó, lưỡi cắt không sứt mẻ gì. Rồi, một cây kìm cắt sắt. Mã số A56, cái này 280.000 nhá. A56 280. A57, một cây kìm cắt loại nhỏ này các bác này. Cây kìm cộng lực, kìm cắt loại nhỏ. Cái này thì hiệu cũng là hiệu MCC của Nhật. Đó, hiệu MCC. Cũng còn khá là mới này. Tay cầm bọc cao su. Đây, hiệu MCC ở trên cán luôn này. Đó, có dây chốt gài đầy đủ đây nhá. Bên trong này thì có đóng cả chữ Japan ở bên trong đây các bác này. Và cái này thì nó sẽ có lò xo trợ lực này. Đó, lò xo trợ lực. Lưỡi cắt đẹp nhá, không có bị mẻ các bác nhá. Lưỡi cắt đẹp. Chiều dài của cái kìm này thì nó dài được là 21cm nhá. Dài 21 và các bác có thể sử dụng để cắt dây điện hoặc là cắt dây kẽm bonsai nhá. Rồi, A57, cái này 150.000. A58 là một cái cây thước góc nha các bác. Cây thước góc này thì nó là thép không gỉ của Nhật. Đó, thước góc 45 độ và 135 độ nhá. Đây thì nó sẽ có đóng hình con chim đại bàng đây các bác này. Đó, đóng hình con chim đại bàng. Cái này thì còn mới này. Đó, một cây thước góc thép không gỉ. Con này thì cây thước góc này chiều ngang của nó sẽ được 11.5 này. Còn chiều cao thì cao được 6cm các bác nhá, cao 6cm. Đó, thép rất là cứng nhá. Rồi, mã số A58, cây thước góc này 120 các bác này. A58 120. A59 là một cái cây mở đá mài của máy cầm tay các bác này. Đó, cái này hiệu top Japan, dòng sản phẩm là AP-1030 nhá. Tay cầm thì cũng còn khá là lề lạc, không có bị rách rưới gì hết các bác nhá. Đó. Đây, nó có hai cái đầu để các bác mở đá mài nhá. Đó, đây thì có một cái con ốc để các bác điều chỉnh này. Đó, điều chỉnh độ mở, độ chặt lỏng nhá. Đó. Thì chiều dài của cái cây mở đá mài này thì nó sẽ dài được khoảng tầm cây này dài được 19cm các bác nhá, dài 19cm. Đó, hiệu top. A59, cái này 120 luôn các bác nhá. A60 là một cái
khui bia à khui rượu các bác nhá, một cái khui rượu hàng của Đức nha các bác. Đó, cái này thì nó còn mới chưa qua sử dụng đâu các bác. Đó, nó có cái bọc mà nó bị rách rồi nên em vứt nó đi rồi. Đó, nó còn nguyên trong cái bọc ấy mà nó bị rách cái bọc rồi vứt, em không có để bọc nữa. Chứ cái này chưa mới chưa xài nhá. Thì có đóng chìm hiệu là hiệu Aller đấy các bác này, Aller Germany đây nhá. Đó, Aller Germany. Trên này thì cũng có đóng chữ Germany luôn này. Đó, Germany. Đó. Hàng quả Đức nha các bác. Đó, hàng chuẩn Đức luôn nên là nó rất là nặng nhá, cầm nó rất là nặng và nó rất là cứng cáp nha các bác. Thì chiều dài của cái khui rượu này nó sẽ dài được là 17.5. Đó, các bác có thể mua cái này về để khui rượu, uống rượu vang hoặc là sưu tầm cũng được nhá. Đó, hàng của Đức này thì rất là hiếm gặp. A60 350.000 các bác nhá. A61 là một cái cây mỏ lết lùn này. Đó, cây mỏ lết lùn, cây này thì cũng chưa xài. Tay cầm thì được bọc nhựa nhá, tay cầm bọc nhựa và có hiệu ở trên phần tay cầm là hiệu Lilac nhá. Hiệu Lilac. Đây con này ngàm này các bác này. Đó, ngàm chưa chảy trượt gì hết nhá. Đó. Thì con này thì cái mỏ lết lùn này thì chiều dài của nó sẽ dài được là 15.5, còn miệng thì mở tối đa được là miệng mở tối đa là 2.8 nhá. Đó, miệng mở tối đa 2.8, đây miệng đẹp nhá. Đó, miệng đẹp. Rồi, một cây mỏ lết lùn mã số A61 170.000 các bác nhá. A62 là một cái cây mỏ lết chất thép đen hiệu Mitsubishi các bác này. Cái này size 200mm nhá, size 200mm hiệu Mitsubishi. Đó, size là size 8 inch và size là size 200mm. Cái này thì người ta cũng có sử dụng rồi nhá các bác. Đó, người ta sử dụng rồi này. Đó, đây. Miệng thì nó hơi tè một xíu thôi. Tí xíu thôi, không ảnh hưởng gì. Người ta xài một vài lần nữa các bác. Đó. Nhưng mà chất thép đen thì các bác biết rồi, nó rất là cứng cáp nhá, xài nó bền. Đó. Đây, miệng này các bác. Đó, miệng còn đẹp. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn đẹp nhá. Ngàm thì mở tối đa được là 2.5. Đó, ngàm mở tối đa 2.5. Rồi, A62 cây này 200.000 nhá, A62 200. A63 là một cái combo hai cây mỏ lết nha các bác. Đó, một combo hai cây mỏ lết, hai cái này thì nó cùng một size là size 200mm và cùng một hiệu luôn là hiệu Hit nhá. Đó, cùng hiệu Hit, đều là hàng nội địa Nhật này, có dấu nội địa Nhật này. Đó. Bên này thì chất thép của nó sẽ là thép chrome vanadium. Một cây thì thép là thép drop forged. Đó. Cây nào cũng có đóng chữ Japan ở phần đuôi hết đây các bác nhá. Đó, đều có đóng chữ Japan hết. Đó. Đây, con này thì ngàm khít đẹp này các bác này. Đó, khít đẹp nhá. Đó, còn con này thì ngàm người ta xài lướt thôi, người ta xài một hai lần thôi. Đó, nhưng mà cũng còn đẹp đây. Đó. Hai cây cùng một hiệu các bác này. Đó, các bác mua về xài rất là tiện. Đó, nhiều bác làm nghề thì mở ốc thì cũng phải xài tới hai cây á. Đó, xài hai cây. Đó, em bán một combo hai cây này luôn, giá rất là rẻ. A63 hai cây này 250.000 nhá. A63 hai cây mỏ lết 250.000. A64 là một cái cây mỏ lết hiệu Sanki này. Cái này thì size là size 250mm. Đó, hiệu Sanki nha các bác. Hàng nội địa Nhật luôn nhá, có dấu nội địa này, thép drop forged steel và có đóng chữ Japan đây nha các bác. Đó, đóng chữ Japan luôn nhá. Con này thì miệng còn đẹp nhá các bác. Đây. Đó, miệng đẹp này. Đó, người ta xài lướt thôi các bác nhá. Đó, cái này xài một hai lần người ta không xài nữa nên là còn miệng còn đẹp. Đây này. Đó, bác có thể thấy. Đó. Rồi, một cây mỏ lết size 250mm hiệu Sanki, hàng nội địa Nhật. Rồi, A64, cây này 230 quá nhá, A64 230. A65, một cái cây mỏ lết size 300mm quá nhá, size 300mm, cây này size 300mm và size là size 12 inch. Hiệu của nó là hiệu Top nha các bác, hiệu Top, hàng nội địa Nhật này. Đây có dấu nội địa Nhật to chà bá luôn này các bác này. Đó, dấu nội địa Nhật to chà bá luôn. Đây bên này chất thép là drop forged steel, thép rất là cứng cáp, heavy duty này. Cái này á thì chưa sử dụng đâu các bác này. Để ở bãi thì đó lâu ngày nó bị ngấm nước nên là đây nó có một vài chỗ nó bị chóc ít xi mạ này các bác này. Đó, cái này thì các bác không sưu tầm được nhá. Các bác mua sử dụng thì rất là ngon. Tại vì ngàm của cái này thì rất là đẹp. Ngàm cái này chưa xài luôn. Đó, bác thể thấy ngàm chưa xài luôn nhá, chưa bị cấn dập gì cả. Đây. Đây các bác có thể thấy ngàm của cây này này. Đó, ngàm đẹp nguyên nhá. Đó, chưa bị chảy gì hết nhá. Thì cái này size 300mm thì ngàm nó sẽ mở tối đa được là 3.5 cm nhá. Đó, cái này các bác mua về xài rất là ngon, không sưu tầm được, nó không đẹp để sưu tầm. A65 cái này 250.000 các bác nhá. A65 250.000.
Rồi để mã số tiếp theo A66. A66 là một cái cây dao sới đất nha các bác. Đó, con này thì đây, dao sới đất, bề mặt lưỡi còn đẹp này. Nó không bị rỗ rỉ gì hết nhá. Cán là càn gỗ hai đinh chốt này. Thật cán thì cái lớp sơn nó bị bong tróc một ít rồi. Đó. Con này chất thép của nó rất là cứng nha các bác. Tổng chiều dài cả cán là được 31 cm, chiều dài lưỡi thì được 18.5, bảng lưỡi rộng 4.5 nhá. Đó, phần lưỡi thì nó sẽ lõm ở giữa đây và nó sẽ vuốt cong về hai bên để các bác đào sới đất nhá. Đó, đào sới đất trồng hoa, trồng cây cảnh nhỏ ở trong gia đình. Rồi A66 cái này 220 các bác nhá. A67 là một cái cây dao Lakiri thép thủ công, 3 lớp thép nhá. Đó, con này Lakiri thép thủ công 3 lớp thép. Và con này thì lớp ram đen của nó còn này các bác này. Đó, lớp ram đen trên lưỡi dao còn nhá. Đây có chữ này, chữ mộc này và nó có hình trái cà là hiệu Nasu các bác nhá. Con này hiệu Nasu rất là nổi tiếng của Nhật. Đó, lưỡi thì khá là bén thì về các bác xài các bác có thể mài thêm. Đây này, rất là dày, 3 lớp thép nhá. Cán là cán gỗ và khâu là khâu nhựa, trên cán thì có mộc luôn. Chiều dài lưỡi của con này thì được 16 cm, bản lưỡi rộng là 5 cm các bác nhá. Độ dày ở sát khâu này thì nó sẽ dày được tới 3.5 ly và mỏng ra ngoài này thì còn được là 1 ly. Đó, sát khâu này rất là dày, dày 3.5 ly nha các bác. Đó, một con Lakiri thép thủ công 3 lớp thép nhá. A67 cái này 350.000 nhá. A67 350.000. A68 là một cái cây dao Thái. Đó, con này thì lưỡi còn sáng còn đẹp. Trên lưỡi thì có chữ đây các bác này, Made in Germany này. Đó, Made in Germany. Lưỡi khá là sắc bén các bác nhá. Lưỡi và khâu là đúc liền luôn này. Đó, cán là cán gỗ 3 đinh chốt nhá. Đó. Con này thì chiều dài lưỡi của nó sẽ được lưỡi dài 20, bản lưỡi thì rộng được là 5 cm. Và độ dày lưỡi của con này thì lưỡi dày được là 2.5 ly nha các bác, 2.5 ly. Rồi, A68 cái này 190.000 nhá. A68 190. Mã số tiếp theo A69 là một cái cây dao chặt, dao đi rừng này. Đó, con này thì các bác có thể thấy rất là mới. Còn nguyên lớp sơn nha các bác. Đó, chữ mộc khắc thủ công ở trên lưỡi dao. Đó, lưỡi hai mặt nha các bác, con này lưỡi mài hai mặt. Đó, bề mặt lưỡi đẹp, lưỡi sắc bén nhá, còn nguyên lớp sơn đen luôn này. Đó. Đây, và con này cán gỗ còn đẹp mới chắc chắn này các bác. Đó. Cái này các bác có thể mua về sưu tầm cũng được nhá. Đó, rất là mới luôn nhá. Đó. Rất đẹp và mới. Thì kích thước thì tổng chiều dài của cây dao chặt này thì nó sẽ được là tổng chiều dài cả cán là 36. Chiều dài lưỡi là 13.5, bả lưỡi thì rộng được là 7 cm. Và độ dày lưỡi của con này thì lưỡi nó dày được là khoảng tầm 8.5 ly nha các bác. Nó dày 8.5 ly và cân nặng của cây dao này nó nặng được cái này nặng 800g nha các bác, nặng 800g. Mã số A69 cây này 800.000 nhá. A69 là 800.000. Mã số tiếp theo A70. A70 là một cái cục đá mài dao nha các bác. Đó, một cục đá mài dao. Cục này thì nó sẽ có hai mặt, là một mặt màu nâu và một mặt màu trắng nhá. Đây thì có dập chữ là Japan Technology này, 3.000, 8.000 này. Đó, một mặt màu nâu và một mặt màu trắng đây các bác. Đó, một mặt màu trắng, một mặt màu nâu. Thì cục đá này nó sẽ có một cái đế bằng cao su này để khi các bác có mài dao ở dưới nền nhá. Các bác đặt dưới nền thì nó sẽ không có bị trơn trượt nhá. Rồi, chiều dài của cục đá này dài được 18 cm, chiều rộng cục đá thì rộng được là 6 cm nhá. Chiều cao của nó sẽ cao được là 2.5. Rồi, một cục đá mài dao như này. Mã số A70 các bác nhá, A70 150.000 nhá, A70 150.000. A71 là một cái combo hai cây xẻng nhỏ các bác nhá, một cặp xẻng nhỏ. Thì một cây là màu xanh và một cây màu hồng nhá các bác. Đó, một cây màu xanh, một cây màu hồng. Đó, trên cây nào thì cũng còn nguyên tem mác ở trên lưỡi xẻng đây nhá. Đó, lưỡi và cán thì nó là đúc liền luôn nên là cầm nó rất là xài bền. Hai cái này thì dài bằng nhau nha các bác. Chiều dài của nó sẽ dài được là chiều dài tổng là 27 cm nhá. Chiều dài tổng 27 cm. Rồi, một cặp hai cây xẻng nhỏ này A71 180.000 hai cây nha các bác. A71 180.000 hai cây. A72 là một cái lưỡi cuốc chim này. Lưỡi cuốc chim này chất thép rèn thủ công của Nhật. Đó, thép rất là cứng cáp, một đầu cuốc và một đầu mũi nhọn nhá. Thì bề mặt lưỡi của nó còn đẹp nhá, không có bị rỗ các bác nhá. Đó. Thì tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này thì sẽ được là 31 cm, chiều dài phần lưỡi cuốc thì được là 11 cm. Chiều rộng lưỡi cuốc được là 5.5. Và độ dày của lưỡi cuốc này thì nó dày được là 5 ly nhá. Đó. Chiều dài phần đầu mũi nhọn này được 12 cm nhá. Đó. Rồi, lưỡi cuốc chim này về các bác lên cán sử dụng nhá. A72 220.000 nhá.
Đến mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo A73 là một cái eto kẹp bàn này các bác này. Eto kẹp bàn này thì hình thức cũng còn khá là mới và đẹp, nó bị chóc một vài chỗ, chóc một tí sơn thôi. Đó, hàng bãi mà. Để ở bãi đây nó vài vết, nó chóc một tí sơn thôi các bác nhá. Đó, còn lại thì đẹp, còn nguyên tem hiệu Lucky của Nhật nhá các bác. Đó, miệng kẹp đẹp nhá. Thì miệng kẹp của nó thì sẽ rộng được là 7.5 này và miệng sẽ mở tối đa được là khoảng tầm 4.5 cm. Đó. Đây, ốc vặn các thứ thì trơn tru mượt mà các bác nhá, không có kẹt cứng gì hết nhá. Đó. Cân nặng thì nó nặng được chiếc eto kẹp bàn này nó nặng 1,5 kg các bác nhá. Đó, nặng tới 1,5 kg luôn. A73 350.000 nhá. Rồi, tiếp đến mã này nó sẽ là mã số A74 các bác nhá. Đó, bác nào lấy mã này thì có thể báo là A74 là một cái cặp cảo chữ C. Đó, các bác báo là cặp cảo chữ C cũng được, hoặc là A74. Cặp này thì giá của nó sẽ là 250.000 các bác nhá. Đó. Nãy em có ghi mã mà nó bay cái mã đâu mất rồi. A74 250.000 một cặp cảo chữ C. Hiệu tốt nha các bác, hiệu tốt và size là size 50mm, là miệng nó sẽ mở tối đa được là 5 cm nhá. Đó, miệng mở tối đa 5 cm. Đây, bên này thì đó, thép là thép rèn drop forged này và đều có đóng chữ Japan hết nhá. Đó, có đóng chữ Japan. Đây, phần đế kẹp của nó thì nó sẽ có các cái rãnh hình chữ X này. Để khi các bác kẹp thì nó sẽ chống trơn trượt nhá. Đó, kẹp nó được chắc chắn hơn, nó không có bị trơn trượt. Thì cặp cảo chữ C thì các bác có thể sử dụng để kẹp gỗ hoặc là kẹp sắt nha các bác. Đó, kẹp gỗ, kẹp sắt. Chiều dài của cái cảo này thì dài được 11 cm. Đó. Rồi, cặp cảo chữ C này 250.000 các bác nhá. Đó, mã A74, 250.000 cặp cảo chữ C hiệu tốt. Rồi, đến mã số tiếp theo A75. A75 là một cái combo hai bộ lục giác nha các bác. Đó, này em bán combo hai bộ lục giác, một bộ lục giác đầu vuông và một bộ lục giác đầu hoa thị nhá. Đây, đầu tiên là một cái bộ lục giác đầu vuông này. Thì đây nó sẽ có chữ dập chữ là ZT Tool USA này. Nó gồm có là 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây các bác nhá. 2, 4, 6, 8, 9 cây lục giác, từ nhỏ nhất từ 1.5 này, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10 nhá. Đó, đầu trên là đầu vuông và đầu dưới là đầu bi nhá các bác. Đó, đầu trên đầu vuông, đầu dưới là đầu bi nhá. Đó, chất thép là thép CRV này, thép CRV. Rồi, tiếp đến là cái bộ lục giác đầu sao, đầu hoa thị đây nhá. Đó, đầu sao, đầu hoa thị, hai đầu hoa thị nhá. Thì bộ này thì cũng không có là 9 cây nha các bác. Đó, 9 cây từ T10, T15, T20, T25, T27, T30, 40, 45 và 50 nhá. Zeti Tun USA. Chất thép cũng là CRV luôn. Đó. Rồi, một combo hai bộ lục giác như thế này. A75 200.000 hai bộ các bác nhá. A75 200.000 hai bộ lục giác. A76 thì đây em có về được hai cái cục đe này các bác này, hai cục đe loại nhỏ nhá. Đó, hai cục đe thép loại nhỏ. Cục đe này thì chưa qua sử dụng. Đó, đây này. Còn nguyên sơn luôn này các bác này. Đó, còn nguyên sơn luôn, đe có mũi thuyền luôn nhá. Đây, bề mặt chưa bị trầy trượt gì hết. Đó, phần đế thì sẽ có 4 cái lỗ để các bác về có thể bắt vít vào bàn nhá. Đó, bắt vít vào bàn hoặc là cái tấm gỗ. Thì kích thước của cục đe này thì chiều dài tổng hết cả phần mũi thuyền này nó sẽ được khoảng tầm 8,8 nha các bác. Đó, khoảng 8,8. Còn chiều dài mặt đe sử dụng thì được là 5.8. Chiều rộng của mặt đe thì được là 3.5. Chiều cao của cục đe thì nó sẽ cao được là 5.5 nhá. Đó, còn cân nặng cục đe này nó sẽ nặng được là khoảng tầm cục này nó nặng là 450g các bác nhá. Nặng 450g thì các bác có thể mua về để sử dụng gõ rồi gia công mấy cái đồ dụng cụ nhỏ, cho dụng cụ nhỏ lên trên này để gõ các bác nhá. Hoặc là các bác có thể để ở bàn làm việc để co trang trí cũng được. Đó. Này thì có hai cục thôi các bác này. Đó, cái này thì em lấy được có hai cục thôi. A76 200.000 một cục các bác nhá. A76 cục đe nhỏ 200.000 một cục nhá. Rồi, đến A77 là một cái cục đe được đúc bằng đồng này các bác này. Đó, một cục đe được đúc bằng đồng thì combo này sẽ gồm có một cây búa đồng nhỏ, đó, và một cục đe đồng đây. Đe này thì có đóng hiệu là Buckner Iver các bác nhá. Đó, Buckner Iver. Đó, đe cũng có mũi thuyền luôn này. Bề mặt đe chưa qua sử dụng nhá. Đó. Rồi thì kích thước của cục đe này thì chiều dài tổng hết cả phần mũi thuyền thì được là 12 cm này. Còn chiều dài mặt đe sử dụng thì nó sẽ được chiều dài mặt đe sử dụng 7.5.
Chiều rộng của mặt đe thì được là 4.5 và chiều cao thì cao 6 cm. Và cân nặng của cục đe này nó nặng 1 kg nhá các bác. Đó, cục này nặng 1 kg. Đó. Các bác mua xài sưu tầm cũng được, đe được đúc bằng đồng. A77 combo này 650.000 các bác nhá. A77 650.000. A78 là một cái cây búa đinh nha các bác. Đó, búa đóng đinh và nhổ đinh. Con này thì hiệu là hiệu Doc Ju nhá. Đó, hiệu Doc Ju. Cái này thì đây đầu đóng đinh thì người ta có sử dụng rồi các nhá. Cây này thì đã qua sử dụng. Nhưng mà đầu búa thì cũng còn khá là đẹp nhá. Đó, các bác xài thì nó còn rất là bền, chất thép nó cứng mà. Đó, có rãnh để chống trơn trượt này. Đó, đầu chữ V nhổ đinh thì người ta cũng xài rồi. Còn cũng còn tương đối đây các bác này. Đó, các bác xài thì vẫn còn rất là ok nhá. Đó, trên đầu búa có đóng hiệu Doc Ju ở trên đầu búa luôn này. Cán của cái này thì nó là cán ống thép nhá. Đó, cán ống thép thì nó bị chóc cái lớp xi mạ rồi. Nhưng mà cán ống thép này xài nó bền các bác này. Đó, không có sợ bị gãy là ấy như kiểu cán gỗ đâu. Tay cầm thì được bọc cao su. Đó. Chiều dài của cái búa đinh này thì nó sẽ dài được là 35 cm, chiều dài phần đầu búa thì được là khoảng 13 cm, đường kính đầu đóng nó khoảng tầm đường kính đầu đóng 2.8 nhá. Và cân nặng của cái búa đinh này thì nặng được cái này nặng 600 g nha các bác, nặng 600 g, A78 230.000 nhá. A79 cũng là một cái cây búa đinh. Đó, cái này thì chưa qua sử dụng. Đây nó còn nguyên cái lớp sơn này các bác này, nó chỉ dính một số vết ố thôi. Đó, một số vết ố thôi các bác, chứ cái này còn nguyên sơn chưa xài. Đây đầu đóng đinh đầu tròn, còn nguyên lớp sơn luôn. Đó, đầu chữ V nhổ đinh đẹp này. Đó, cái này thì cán là cán ống thép luôn các bác nhá, cán sắt luôn nhá, còn nguyên tem mát đây nhá. Nguyên tem mát ở trên cán. Tay cầm thì được bọc cao su. Chiều dài của cái búa đinh này thì nó sẽ dài được là 27 cm, chiều dài phần đầu búa khoảng 10.5. Phần đầu đóng của nó thì đường kính nó sẽ được là 2.2 nhá. Đó, và cân nặng của cây này thì nặng 400 g các bác nhá, nặng 400 g. A79 150.000. A80 là một cái cây búa bi hiệu OH nha các bác. Cái này thì hình thức cán gỗ còn đẹp này các bác này, trên cán còn hiệu OH đây, check mark này. Đó, trên đầu búa có đóng hiệu OH ở trên đầu búa luôn nhá. Đó, đầu này là đầu số 1 này, đầu số 1. Đây, đầu búa đẹp nha các bác. Đó, đầu búa đẹp nhá. Và đầu bi đây cũng còn đẹp. Đó, cán chốt nêm chắc chắn. Chiều dài cái búa bi này thì nó sẽ dài được là 31.5, chiều dài phần đầu búa của nó thì được là 10 cm. Đường kính phần đầu đóng thì được là 2.7. Đó, và cân nặng cái búa bi này thì sẽ nặng được là 600 g nha các bác. Đó, nặng 600 g. A80 cái này 200.000 nhá. A81 là một cái cây búa tạ loại nhỏ các nhá, búa bát giác, búa tạ loại nhỏ. Cái này thì hình thức cán gỗ cũng còn đẹp nhá. Đó, còn mới còn đẹp. Trên đầu búa lớp sơn thì cũng còn rất là mới này, các bác có thể thấy này. Đó, lớp sơn còn rất là mới, cán chốt nên chắc chắn nhá. Đây, đầu búa này, đây đầu này đẹp này các bác này. Đó. Đây, còn đầu bên này thì người ta xài một vài lần thôi các bác này, nó có một vài vết cấn rồi vết xước nhẹ thôi. Đó, vết cấn vết xước nhẹ, không có ảnh hưởng gì hết các bác nhé. Chất thép của nó rất là cứng nên các bác xài rất là ngon. Đó. Chiều dài của cái búa tạ này thì nó sẽ dài được 29.5, chiều dài phần đầu búa được 10 cm, đường kính đầu đóng của nó thì sẽ được khoảng tầm 3 cm nhé. Và cân nặng của cây búa này thì nó nặng được là 1 kg nha các bác. Đó, nó nặng 1 kg. Rồi, mã số A81, cây này 250.000 nhá. A81 250.000. Mã số tiếp theo A82 là một cái cây búa để các bác đi cắm trại sử dụng này các bác này. Đó, cây búa đóng cọc lều trại nhá. Cây này thì mới chưa qua sử dụng. Đây, đầu đóng thì đầu tròn, đó, đẹp nguyên nhá. Đó, đầu này để các bác đóng cọc lều trại này và nó sẽ có một cái đầu móc như này để các bác nhổ cọc lều trại nhá. Đó, nhổ cọc lều cọc trại. Đây có một cái lỗ này. Đó. Con này thì đây phần đầu búa người ta sẽ đóng chốt nêm rất là chắc chắn vào phần cán này ở hai bên luôn. Đó, nên là cây này xài thì rất là ngon. Đó, phần đuôi thì sẽ có một cái sợi dây này. Đó. Chiều dài của cây búa này á, nó sẽ dài được là 28 cm, chiều dài phần đầu búa được khoảng tầm là 12 các bác nhá. Phần đầu đóng của nó thì đường kính sẽ được là 3.2 và cân nặng của nó thì được cái này nặng 600 g nha các bác, nặng 600 g. Đó, cái này các bác sử dụng sưu tầm cũng đều được nhá. A82 350.000 nhá. A82 350.000. A83 là một cái cây mỏ lết răng nha các bác. Đó, mỏ lết răng hay gọi là kìm nước cũng được. Cái này thì hiệu MCC, size 300 này các bác, hàng nội địa Nhật nhá, có dấu nội địa. Đó, thép rèn drop forged này. Cái này mỏ lết răng hay gọi là kìm nước cũng được nha các bác. Đó, cái này thì răng lợi còn rất là đẹp luôn. Đó, răng lợi chưa bị chảy nha các bác.
Đây răng trên răng dưới đều đẹp nguyên nhá. Đó, răng đều thẳng tắp luôn. Đó, size 300mm nhá, hiệu MCC, hàng nội địa Nhật. Thì miệng của cái này thì nó sẽ mở tối đa được khoảng tầm miệng mở tối đa khoảng gần 4 cm nhá, khoảng 3.8. Đó, cái này thì các bác sử dụng để mở ống nước nhá các bác. Đó, mấy bác mà có hay làm thợ điện nước đó, sử dụng cây này nhá. A83 250.000 nhá. A84 là một cái cây mỏ led này các bác này, cũng một cây mỏ led. Cái này thì hiệu của nó là hiệu Lotter, đó có đóng chữ Japan luôn. Size cũng là size 300. Đó, 300 Lotter Japan. Đó. Con này thì đây ngàm của nó thì kiểu này nhá các bác, người ta thiết kế kiểu này, ngàm ngang kiểu này. Đó. Thì ngàm của nó thì nó sẽ mở mặc định như này nhá các bác. Đó, mở mặc định là 2 cm nhá. Đó. Nó sẽ mở mặc định được là 2 cm như này. Đó. Và đây thì nó sẽ mở tối đa này. Đây để em vặn hết ra xem nào. Đây, còn ngàm thì nó sẽ mở tối đa được là mở tối đa 6 cm nha các bác nhá. Mở tối đa là 6 cm. Nó 6 phân đấy. Còn chiều dài của cây này thì nó dài được khoảng 25 cm. Đó. Cây này chất thép thì rất là cứng. Đó, hiệu Lotter nhá, ốc vặn trơn tru này. Đó, hiệu Lotter Japan. Rồi A84 cái này 280.000 các bác này. A84 280. Rồi tiếp đến A85 thì có về thêm được cái bộ cảo hàng hóa các bác này. Đó, bộ cảo này thì nó là hàng bãi nhưng mà hàng chưa qua sử dụng các bác nhá. Hàng bãi chưa qua sử dụng. Thì nó sẽ có đóng chìm chữ tiếng Anh ở trên cái tăng đưa đây các bác này, trên tăng đưa nó có đóng chìm chữ tiếng Anh đây nhá. Thì đây, bộ này nó sẽ gồm có một cái tăng đưa như thế này. Thì cái tăng đưa thì các bác có thể thấy cái khung sắt của nó rất là dày và cứng cáp nhá. Đó, và người ta sẽ nối một cái đoạn dây ngắn vào như thế này. Đó, nối đoạn dây ngắn vào nó sẽ có một cái đầu móc đây. Đó, đầu móc có hai cái đầu móc sắt này. Rất là cứng cáp luôn các bác này. Đó, rất là, các bác có thể thấy cái móc sắt rất là to và cứng cáp nhá. Đó, cái tăng đưa này thì đó các bác đây. Đó, điều chỉnh gập lên gập xuống này. Đó, đây kéo cái phần này ra. Đó, kéo phần này gập lên gập xuống. Đó. Rồi, gồm có một cái tăng đưa và nó sẽ gồm có một tiếp đến gồm một cái cuộn dây các bác nhá. Một cái cuộn dây để các bác chằng hàng hóa, cảo hàng hóa này. Để các bác chằng hàng. Cuộn dây này thì nó sẽ dài được là 5m nha các bác. Nó dài khoảng 5m. Thì dây thì các bác có thể thấy người ta may những cái đường may đường kim mũi chỉ này. Đó, người ta may chỉ rất là bền luôn nhá. Dây này thì nó rộng, đường kính nó sẽ rộng được là 5cm các bác nhỉ. Đó, dây rộng 5cm nhá, dây rất là bền. Đó, dây cuộn dây dài 5m. Thì dây này nó cũng người ta cũng nối, người ta cũng móc một cái móc sắt vào đây này. Đó, móc sắt rất là to, cứng. Đó, để các bác móc, các bác chằng hàng nhá. Rồi, một cái bộ cảo hàng hóa này thì các bác mà có hay, mấy bác hay đi xe tải, xe ba gác á, thì rất là hay sử dụng để chằng hàng hóa rồi cảo hàng hóa nhá. Đó, một bộ của nó sẽ gồm có một cái tăng đưa và một cuộn dây nhá các bác. Bộ A85 này 220 các bác nhá. Đó, bộ cảo hàng A85 220.000. Rồi, tiếp đến thì cái bình bơm nhớt các bác nhá. Bơm dầu bơm nhớt này, bình này 50.000 một cái nhá. Đó, bình này 50.000 một cái. Đây này, cái bình này thì cái đầu vòi của nó có thể uốn néo này. Đó, bẻ lên bẻ xuống, bẻ ngang bẻ dọc tùy các bác điều chỉnh này. Đó, rất là tiện lợi này. Đó, bẻ lên bẻ xuống. Đó. Một cái bình bơm dầu bơm nhớt như thế này 50.000 một cái quá nhá, 50.000 một cái. Rồi, đến cuối cùng hôm nay, mã cuối hôm nay thì cái này một ở đây thì em có một số cái bào nạo rau củ quả này. Đó. Hàng này thì nó sẽ có dập logo hai hình người. Đó. Hiệu là hiệu Guilin nha các bác. Đây này, hiệu Guilin, nó còn nguyên bọc đây để em lấy cho các bác xem nhé. Đây này các bác này, đó, logo hai hình người hiệu Guilin nhá. Đó, bào nạo rau củ quả, cái này thì 130.000 một cái nhá các bác. Đó, cái này không có mã đâu thì các bác lấy, bác nào lấy thì có thể bảo là cái bào cái nạo gì đó. Đó, cái bào cái nạo rau củ quả. Đó. 130.000 một cái nhá. Cái này 130.000 một cái. Rồi, em kết thúc video tại đây các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.